thần cấp ở rể. chương 281, diễn xuất xuất sắc. Sao, mộ dung hào giang đang khóc giống, sau khi nghe thấy tin tức này, đầu óc càng loạn, nhưng lại không khóc, hải thần, người nói thật sao? Bát tí hải thần gật đầu, chúng tôi đã báo cảnh sát, tôi hy vọng cảnh sát có thể thông qua dấu vết kiểm nghiệm, tìm được hung thủ, sau đó chúng ta liền đi báo thù. Hai mắt mộ dung nhân tué lửa, sư phó, còn nhờ cảnh sát tìm hung thủ làm gì chứ? nhất định chính là Diệp Vô Phong rồi, chắc chắn không sai. Mộ Dung Hào giang quát, đúng, Diệp Vô Phong, tao muốn mày chết không có chỗ chôn Tao muốn nghiền xương mày thành cho, lột da của mày, rút gân của mày. Bát tí hải thần nói, chủ nhân, chúng ta cần phải bình tĩnh một chút. Mặc dù chúng ta biết rõ hung thủ chính là Diệp Vô Phong, nhưng vậy thì làm sao chứ? Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào hết, nếu lớn tiếng tìm đến cửa, Bên phía Diệp Vô Phong nhất định sẽ không thừa nhận như vậy. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ vào cuộc, ngược lại chúng ta lại rơi vào tội danh gây hấn gây chuyện. Ừm, um, Hải Thần, ông nói có lý. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Nhân, bây giờ là mấy giờ rồi? Mộ Dung Nhân nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, trời chắc hẳn là sáng rồi. Bát Tí Hải Thần bỗng nhiên nói, giết chết Nghĩa Nhi và Tiên Nhi, nhất định là chiến thần cấp cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất là cùng cấp bậc với tôi eo eo eo, xe cảnh sát tới rồi, lập tức bắt đầu thăm dò hiện trường, tìm kiếm các loại dấu vết, chụp ảnh, thăm hỏi nhân chứng. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng Diệp Vô Phong là người nào? Sao tại hiện trường vụ án lại không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào? Mặc dù có mấy dấu vết, cũng là mơ hồ không rõ, căn bản không cách nào công nhận được. Nhưng cảnh sát vẫn ở đến hơn 9 giờ, liền đến công ty Hoa Cường, mấy tên cảnh sát đứng ở cửa, sau đó đại đội trưởng quách vạn phúc từ cục thành phố hoa hải thị mang đội đi hỏi thăm diệp vô phong họ tên diệp vô phong giới tính nam nghề nghiệp dân thất nghiệp lang thang anh nói bậy anh rõ ràng là chủ tịch công ty hoa cường đừng tưởng rằng cảnh sát chúng tôi không biết quách vạn phúc đập bàn một cái anh thành thật cho tôi diệp vô phong mỉm cười nhìn hắn ai ra đại đội trưởng quách ông đang xui khiến tội danh sao hay là đang ép cung có tin tôi báo cáo ông hay không cậu quách vạn phúc giận dữ nhìn anh nói tối hôm qua cậu làm gì ăn cơm ngủ diệp vô phong rất phối hợp ai có thể chứng minh chứng minh hừ tối hôm qua tôi đi ngủ không ai chứng minh hết ngủ ở đâu chính là ở trong công ty hoa cường được điều chỉnh giám sát quách vạn phúc căm tức nhìn diệp vô phong nếu như cậu dám nói dối tôi một câu tội càng thêm nặng cậu từ từ suy nghĩ lại đi quách vạn phúc đi ra không lâu sau liền nhận được báo cáo từ bộ phận kỹ thuật chúng tôi đã điều tra video giám sát tối hôm qua diệp vô phong rất sớm đã đi ngủ buổi tối không còn đi ra ngoài sao có thể như thế chứ quách vạn phúc quả thực khó có thể tin các người tin sao đương nhiên tin rồi từ lúc anh ta đi vào phòng ngủ không hề bước ra ngoài người bộ phận kỹ thuật đương nhiên rất có trách nhiệm tái thẩm Quách Vạn Phúc vẫn cứ không phục. Nói, tối hôm qua đã giết người nào? Giết như thế nào? Giết người, đại đội trưởng Quách, ông nói chết người ở đâu cơ? Đã chết mấy người vậy? Vẻ mặt Diệp vô phong khiếp sợ, đôi mắt chấp chấp, nhanh chóng gia tăng. Cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Quách Vạn Phúc hầm hầm nhìn chằm chằm Diệp vô phong, cố gắng xem biểu hiện của anh có sơ hở gì, tối hôm qua cậu có đi qua trang viên của mộ dung thế ra hay không? diệp vô phong mờ mịt lắc đầu trang viên mộ dung thế ra ở hướng nào lần đầu tiên tôi tới hoa hải lại mù đường quả thật chưa từng đi qua theo kinh nghiệm của quách vạn phúc cho dù hồ ly có xảo quyệt đến đâu nhất định cũng không đấu lại vị thợ săn như ông ta bởi vậy hắn cực kỳ tự tin cảm thấy chỉ cần diệp vô phong tối hôm qua quả thật giết người ít nhất ông ta có thể nhìn ra dấu vết để lại nhưng ở trong cuộc giao tranh với diệp vô phong hắn thất vọng rồi hắn cảm thấy, tối hôm qua Diệp Vô Phong có lẽ thật sự cũng chỉ ở nhà ngủ, mà mộ dung nghĩa và mộ dung tín chết, có lẽ thật sự là kẻ thù khác bỗng nhiên tới. Quách vạn phúc không cam lòng, lại lặp lại dò hỏi Diệp Vô Phong, khi đã tới lần thứ ba dò hỏi, Diệp Vô Phong không kiên nhẫn nữa, này. Đội trưởng Quách, sao tôi lại cảm thấy, dường như đầu óc ông có vấn đề thì phải. Quách Vạn Phúc tức giận nhìn chằm chằm anh, đầu óc cậu mới có vấn đề. Diệp Vô Phong nói, nếu đầu óc ông không có vấn đề vấn đề giống nhau ông đều đã hỏi tới lần thứ ba chẳng lẽ còn không nhớ rõ quách vạn phúc thiếu chút nữa bị anh làm cho tức giận đến phát điên nhưng hắn vẫn không nhìn ra diệp vô phong rốt cuộc là đang giả ngu hay là thật sự đang cười nhạo hắn bận rộn cả một buổi sáng quách vạn phúc dò hỏi mười mấy người nhân viên của hoa cường cuối cùng kết luận diệp vô phong chắc chắn chưa từng rời khỏi công ty hoa cường không có bất kỳ chứng cứ nào vân theo pháp luật mà Quách Vạn Phúc nói, đương nhiên không có lý do gì bắt giữ Diệp Vô Phong. Nhìn thấy Quách Vạn Phúc dẫn người rời đi, Diệp Vô Phong căn dặn nói, tiếp tục chuẩn bị tái thiết hải cảng, không cần để ý cảnh sát điều tra. Tiêu Tường cười ngâm ngâm gật đầu, "Vâng, ngài Diệp, tôi biết rồi." Tiêu Tường đều đã xem cuộc đấu trí giữa Diệp Vô Phong và Quách Vạn Phúc, mặc dù cô là người từng trải, cũng cực kỳ khâm phục diễn xuất của Diệp Vô Phong, thậm chí cảm thấy nếu như Diệp Vô Phong đi Hollywood có lẽ thật sự có thể giành giải thưởng trở về ấy chứ. Anh ấy thật sự đóng giả ngu giả ngơ, làm được cực hạn, khiến tên Quách Vạn Phúc tức giận đến phát điên. Tiêu Nghiu nhì thỏ qua, cười hì hì đưa một quả táo qua cho Diệp Vô Phong, "Ngài Diệp, tối hôm qua anh thật sự đi đến trang viên Mộ Dung thế ra sao? Có thể kể cho tôi một chút hay không? Rốt cuộc anh là xử lý Mộ Dung nghĩa và Mộ Dung Tín như thế nào?" Diệp Vô Phong cắn răng rắc răng rắc, cắn mấy miếng táo sau đó ra sức nuốt cô nói cái gì vậy tôi nghe không hiểu ách ngài diệp cảnh sát đã đi rồi anh không cần giả vờ như vậy chứ tiêu nghiêu nhi vội vàng nhắc nhở diệp vô phong dùng sức nuốt miếng táo trong miệng xuống làm chuyện của cô đi hả vâng vâng tiêu nghiêu nhi vội vàng chạy trốn trong miệng lẩm bẩm nói ngày thường ngài diệp không gầm lên với mình như vậy mà hôm nay có gì không đúng sao chẳng lẽ bị cảnh sát hỏi đến ngốc rồi Cảnh sát dưới sự dẫn dắt của Quách Vạn Phúc chính là cực kỳ chú trọng vụ án của Mộ Dung Thế Gia. Bởi vì cấp trên đặt vụ án này là 118 vụ án lớn, phải giải quyết trong thời hạn, nếu không lãnh đạo Cục Công an thành phố Hoa Hải sẽ phải chịu trách nhiệm. Hải thân, ông nhất định đòi báo cảnh sát, ông nhìn xem, hiện tại cảnh sát đã biến trang viên chúng ta thành Cục Công an, mỗi ngày đều ăn và ở đây không đi. Mộ Dung Hào Giang cực kỳ buồn bực, nhưng nếu như hai người con trai đã chết, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, ý niệm duy nhất hiện giờ chính là có thể thay con trai báo thù. Bát tí hải thần nói, chủ nhân, ngày 31 cuối tháng, có một hội trợ kinh tế thế giới, công ty Hoa Cường chắc hẳn là sẽ tham gia chứ. Hả, mộ dung hào giang giật mình, hải thần, ông có kế hoạch gì sao? Bát tí hải thần lạnh lùng mỉm cười, không phải là vấn đề tôi có kế hoạch hay không, tôi là nói, trong hội trợ kinh tế thế giới, phú hào trên toàn thế giới nhất định đều sẽ tới tham gia. Sao? Mộ Dung Hào giang gật đầu, xưa nay chính là như vậy mà. Có vấn đề gì sao? Chương 282, một vụ tai nạn xe hơi khác. Bát Tí Hải Thần nói, phú hào cấp thế giới, bên người đều có những vệ sĩ vô cùng lợi hại. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ cách dùng tiền thuê những cao thủ đó, trực tiếp tuyên chiến với Diệp Vô Phong. Sao? Được đó, Nhân Nhi, việc này con làm đi." Mộ Dung Hào giang có chút phấn khởi, gửi thư tuyên chiến cho Diệp Vô Phong. Thời gian vào ngày 30 tháng 11, địa điểm thì ở sân vận động của chúng ta. Mộ dung nhân gật đầu, vâng. Ngài Diệp, mộ dung nhân phái người đưa thư tuyên chiến qua đây, ngài xem qua một chút. Hàn kỳ tiếp nhận một lá thư tuyên chiến từ trong tay bảo vệ, đưa tới trước bàn làm việc của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong mỉm cười gật đầu, rất tùy ý mà mở lá thư tuyên chiến kia ra, hửm. Ngày 30 tháng 11, không còn bao lâu nữa. Tam trang 2 tháng, nay thật tốt quá có thể giết chết hai người con trai của Mộ Dung Hào Giang mà không la lên, thật ra Diệp Vô Phong đã ở một địa vị cao chót vót trong giang hồ rồi, uy tín cũng càng ngày càng tăng. Nhưng phía bên Mộ Dung Hào Giang lại không hề thả lỏng giám sát Diệp Vô Phong và công ty Hoa Cường, bất kỳ một hành động nhỏ nào của công ty Hoa Cường cũng đều muốn khống chế trong tay mình. Tuy rằng Diệp Vô Phong đã chịu sự giám sát của cả cảnh sát và Mộ Dung thế gia, vẫn làm theo ý mình, ra ngoài đi dạo phố, mua sắm thậm chí còn đi ra ngoài giải trí, dường như căn bản không quan tâm. Cái này làm cho người phụ trách giám sát của mộ dung thế gia, vô cùng phẫn nộ. Cảnh sát Quách Vạn Phúc cũng cảm thấy, tên tiểu tử Diệp vô phong này quá hoanh hoang. Thời kỳ nhạy cảm, anh ta không thể khiêm tốn một chút sao. Đương nhiên, cách giám sát hai bên cũng không giống nhau. Cách giám sát của mộ dung thế gia, hoàn toàn là đang âm thầm, không dám chạm mặt với Diệp vô phong. Mà Quách Vạn Phúc lại phái người, có đôi khi trực tiếp dứt khoát song xuôi, thoải mái hào phóng để cho Diệp Vô Phong thấy rõ ràng, chúng tôi chính là đang giám sát anh. Cái này không, Diệp Vô Phong nhìn như đang đi dạo phố, sau đó tùy ý đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh ven đường, chuẩn bị ăn một chút gì. Kết quả, Quách Vạn Phúc mang theo một người ăn mặc trang phục cảnh sát, liền đi đến. Quách Vạn Phúc mặc cảnh phục, tự mình ngồi đối diện với Diệp Vô Phong, anh Diệp Hy vọng cậu vẫn khỏe từ khi chúng ta không gặp lại. Diệp Vô Phong đã đặt xong cơm, cố ý ngó trái ngó phải, giả bộ làm Lơ Quách Vạn Phúc, nhíu mày nói, sao tôi lại cảm thấy hình như có hai con chó chuẩn bị cắn tôi nhỉ? "Cậu?" Quách Vạn Phúc gầm lên, lập tức khiến thực khách xung quanh hoảng sợ, toàn bộ trở nên yên tĩnh. Diệp Vô Phong nói, quấy rầy người khác ăn cơm là điều vô cùng không lễ phép. Quách Vạn Phúc phẫn nộ đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Vô Phong hạ giọng nói diệp vô phong cậu cũng không cần kiêu ngạo ở trước mặt tôi sớm hay muộn tôi cũng sẽ tìm ra được chứng cứ phạm tội của cậu đưa cậu vào mục giam diệp vô phong vẫy vẫy tay giống như đuổi ruồi bọ được rồi tôi biết rồi hy vọng đội trưởng quách ông có bản lĩnh đó tôi tới mua cơm ông quả thật muốn quấy dày tôi ăn cơm sao quách vạn phúc tiếp tục trầm giọng nói mộ dung nghĩa và mộ dung tín đều là cao thủ có thể giết chết bọn họ im hơi lặng tiếng chỉ có cậu diệp vô phong diệp vô phong ghét bỏ nhíu nhíu mày tôi nói này đội trưởng quách đầu óc ông đang có vấn đề phải không chẳng lẽ bát tí hải thần không làm được sao ông quá khinh thường vị cao thủ đệ nhất hoa hải này rồi sao cậu khi quách vạn phúc còn muốn nói điều gì nữa diệp vô phong rỗi tay chỉ ra bên ngoài cửa hàng ý tứ là mời đi cho quách vạn phúc chỉ có thể hậm hực rời đi ngồi lên chiếc xe ở ngoài cửa hàng thức ăn nhanh giận dỗi không bắt được sơ hở diệp vô phong phạm tội Giám sát nhiều ngày không tiến triển chút nào, mỗi lần tiếp xúc với Diệp Vô Phong đều sẽ lâm vào thế bất lợi, nhưng đại đội trưởng Quách ông ta không có biện pháp nào với anh. Ngài Diệp, bố mẹ Đinh Thiến xảy ra tai nạn xe. Giọng nói của Tiêu Tường trong điện thoại có vẻ có chút nôn nóng. Cái gì? Ở đâu? Diệp Vô Phong chỉ ăn một nửa, đột nhiên đứng lên, chia sẻ vị trí cho tôi, tôi lập tức qua đó. Vâng, Tiêu Tường lập tức cúp điện thoại, phát vị trí qua đó. Diệp Vô Phong cũng không trách cứ cô, mặc dù Diệp Vô Phong yêu cầu cô cử người bảo vệ cha mẹ Đinh Thiến, nhưng tai nạn ngoài ý muốn lại vẫn luôn xảy ra, tiêu tường cũng không phải thượng đế, không có khả năng ngăn cản tai nạn xe xảy ra. Nhìn thấy Diệp Vô Phong vội vàng đi ra, lái xe liền đi, quách vạn phúc vung tay lên, đuổi theo. Giao thông thành phố Hoa Hải, chắc hẳn là nhìn chung không bị tắc nghẽ, cho nên, Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến nơi xảy ra chuyện, ước chừng hơn 20 phút, hai vợ chồng già đã được đưa đến bệnh viện, tiêu tường đã phái người đi theo qua đó, cô còn phải ở lại đây, thăm dò hiện trường cùng nhóm cảnh sát. Ngài Diệp, nơi bọn họ xảy ra chuyện chính là ở đây, kia, kia chính là tài xế gây ra chuyện, tiêu tường chỉ về phía người trẻ tuổi cách 7-8 mét đang ngồi xổm dưới tán cây hút thuốc. Đây là mưu sát, Diệp vô phong lập tức định tính. Tiêu tường nói, nhưng tài xế này, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Không khác thường sao, Diệp vô phong đi đến chỗ tài xế kia. Tài xế kia vóc dáng không cao, dáng vẻ bộ mặt ủ mày ê, nhìn thấy Diệp vô phong đi tới, vội vàng hơi co rúm lại đứng lên, chân tay có vẻ luống cuống. Vèo, Diệp vô phong tức giận ra tay, trực tiếp túm cổ áo tên tài xế trẻ tuổi, nói, rốt cuộc sao lại thế này. Hả, tôi không phải cố ý đâu, bọn họ đi ngang qua đường cái, tôi phanh lại không kịp mà. Nhà tôi không có tiền, không bồi thường nổi đâu, hoa hoa tên tài xế trẻ tuổi này, thế nhưng lại hòa khóc. Chỉ là, lúc hắn khóc, sao lại không có giọt nước mắt nào? Liếc mắt nhìn chiếc xe hơi sedan BYD F3 gây tai nạn, nhìn thấy đầu xe vài chỗ đã bị bẹp rúm, phía trước xe còn có không ít vết máu. Diệp vô phong tức giận tát một cái, đi ngang qua đường cái. Anh cho rằng anh không có trách nhiệm sao? Dừng tay, quách vạn phúc từ một bên sông tới, gắt gao nắm lấy cánh tay Diệp vô phong, có chuyện gì thì nói, không được đánh người. Hắn ta là kẻ gây tai nạn, Diệp Vô Phong giận dữ hết. Quách Vạn Phúc cảm thấy cánh tay của Diệp Vô Phong rắc chắc giống như sắt thép, ông ta căn bản không lay được, nhưng vẫn liều mạng nắm lấy, người gây tai nạn thì đã làm sao? Cậu không có quyền đánh hắn, đây là cậu đang xâm phạm quyền cá nhân của hắn ta. Trong chớp mắt Diệp Vô Phong lại trở nên bình tĩnh, lạnh lùng nói, ông can thiệp chuyện tôi xử lý, cũng là đang xâm phạm quyền cá nhân của tôi bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một tình yêu hữu danh vô thực hai chào mừng đến với phòng livestream ác mộng 3 khóa văn hệ thống nam chủ thỉnh tự trọng 4 ngôn hoan bằng 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 quách vạn phúc vung tay lên mang về hai cảnh sát đi tới áp giải tên tài xế gây tai nạn đi lúc tên tài xế gây tai nạn rời đi, năng lực nhận biết siêu nhạy bén của Diệp Vô Phong, từ trong ánh mắt hắn, thấy được một tia đắc ý, đắc ý. Anh không có ý định trao đổi với cảnh sát giao thông về việc phân chia trách nhiệm về vụ tai nạn, anh ngồi trên xe với tiêu tường nói, chắc hẳn là mộ dung thế gia đã tra ra Đinh Thiến, lúc này không tìm thấy Đinh Thiến, dứt khoát hại cha mẹ cô ấy. Tiêu tường gật đầu, đứa nhỏ Đinh Thiến này đã đủ đáng thương rồi, mộ dung thế gia vẫn không chịu buông tha cho cô ấy diệp vô phong nói lập tức phái người đi điều tra tài xế này điểm mấu chốt là kiểm tra xem hắn ta có đột nhiên nhận được một khoản tiền mặt hay không vâng tiêu tường lập tức bắt đầu gọi điện thoại diệp vô phong còn đang cân nhắc tin tức xấu này nên nói cho cô bé đinh thiến đáng thương này như thế nào cô ấy có thể chịu đựng được đả kích như vậy sao vài phút sau phía bên bệnh viện truyền đến tin tức cha mẹ đinh thiến bị thương nghiêm trọng và qua đời chương 283, tình hình không đúng. Sau khi Diệp vô phong nhận được tin này, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, cô gái nhỏ tên Đinh Thiến này không thể chịu đựng cơn đau. Bản thân Diệp vô phong luôn chịu sự giám sát của hai bên, muốn tự do hoạt động là vô cùng khó khăn. Thế là, tiêu sắc đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Diệp vô phong, một mặt vì cô ta là người bản địa, hiểu rõ tình hình hoa hải. Mặt khác, phó công tiêu sắc cao cường, còn có kinh nghiệm giang hồ phong phú, cũng bảo đảm cho an toàn của chính bản thân cô ta. Tiêu sắc rời đi rồi, Quách Vạn Phúc vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh ta phải tự mình giám sát Diệp Vô Phong. Đột nhiên, điện thoại của Quách Vạn Phúc rung lên, anh ta không hề tránh đi, nghe điện thoại ngay trước mặt Diệp Vô Phong, alo. Có tình hình gì mới không? Báo cáo đội trưởng Quách, cái tên tài xế triệu sự kia, nửa đường đi đã chết rồi. Gì cơ, sốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao lại chết? quách vạn phúc ngẩn người tình huống gì đây thủ lĩnh chúng tôi cũng không biết gì hết nửa đường đi đột nhiên người ta sùi bọt mép sau đó đạp chân mấy cái rồi chết rũ luôn rồi lập tức cho pháp y kiểm tra xác chết quách vạn phúc ra lệnh nhưng mà vẫn chưa thông báo cho người nhà của tài xế quách vạn phúc tức giận đây là vụ án hình sự lập tức kiểm tra xác chết bớt phí lời đi quách vạn phúc ngắt điện thoại quay đầu lại đùng đùng nổi giận nói diệp vô phong tài xế chịu sự chết rồi, anh còn tóm cổ áo ông ta đúng không? Diệp vô phong cũng tức giật, đệt, anh đây là muốn đổ trách nhiệm cái chết của ông ta lên đầu tôi à? Cảnh sát các anh xử án như thế này sao? Quả là một đám ngu ngốc, tài xế kia chết trong tay cảnh sát các anh, trách nhiệm của các anh lớn nhất. Lẽ nào các anh lại không phát hiện ra ông ta có gì bất thường sao? Đây rõ ràng là có người xúi dục gây án. Sao mà anh ngu thế? Quách Vạn Phúc cũng bực mình, tất nhiên tôi biết là người nhà mộ dung đang làm trò. Nhưng không phải bây giờ cũng không có chứng cứ sao. Khuôn mặt của Diệp Vô Phong chỉ cách Quách Vạn Phúc ước chừng 2cm, hai người chừng mắt nhìn nhau, nói anh không có chứng cứ, thì cũng không thể đổ tội lên đầu tôi. Hơn nữa, chuyện tìm chứng cứ cũng là trách nhiệm của cảnh sát các anh. Quách Vạn Phúc rất bực bội, cho dù là tội phạm hay là dân chúng bình thường, Ai nhìn thấy đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự là anh ta cũng đều phải nơm nớp lo sợ, ai dám kiêu ngạo như thế này? Tên Diệp Vô Phong này, làm sao lại lớn gan như thế chứ? Điều then chốt là, Quách Vạn Phúc đã nhận định, Diệp Vô Phong chính là tội phạm giết chết Mộ Dung Nghĩa và Mộ Dung Tín. Tội ác tày trời như vậy, thật sự là lần đầu tiên Quách Vạn Phúc chứng kiến. Nhìn thấy Quách Vạn Phúc lùi ra sau một bước, Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, đúng rồi người nhà tài xế kia có thể cũng đang gặp nguy hiểm, đừng trách tôi không nhắc nhở anh." A, à, Quách Vạn Phúc nghe xong bèn vội vã ra lệnh cho cảnh sát đứng bên cạnh, lập tức đi tìm người nhà của tài xế Triệu Sự. Sự việc giống như thế này, chắc chắn là do mộ Dung Lễ lên kế hoạch, mà còn là do ông ta tự cử người đi thực hiện. Hơn nữa, ông ta còn phái người đến bệnh viện, chuẩn bị hạ độc thủ với Lâm Thư Âm hoặc Bạch Nhạn Phi. Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi đợi ở bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật bên khu chờ đợi cũng có vài người đang sốt sáng đợi. Phòng phẫu thuật bệnh viện thành phố Hoa Hải có thể đồng thời tiến hành 18 ca phẫu thuật, người nhà ở khu chờ đợi vô cùng nhiều. Đã thông báo cho Đinh Thiến chưa? Bạch Nhạn Phi hỏi Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm nói, tạm thời không thể để con bé xuất hiện, thế nên chưa thông báo cho nó. Bạch Nhạn Phi gật đầu, ừm, um, không thể để bên cảnh sát tìm được con bé. Vừa nói đến đây, đột nhiên, cô cảm thấy người đàn ông đứng sau lưng Lâm Thư Âm có gì đó không đúng. Ở đây rất chật trội, Bạch Nhạn Phi đột nhiên cất bước, dùng bả vai đẩy Lâm Thư Âm sang bên tường, đồng thời tung một nắm đấm đánh trúng mặt người đàn ông đằng sau. a à, sau khi người đàn ông ăn đòn, đầu óc anh ta choáng váng dữ dội, len keng một tiếng, con dao gạt trong tay người đàn ông đó rơi xuống đất. Tiêu Nghiu Nhi sốc nặng, bước lên một bước, một cái tát khiến người đàn ông đó lao đao, đồ khốn này thế mà lại là sát thủ. Hàn Kỳ lập tức kéo người đàn ông kia ra ngoài như kéo một con chó chết. Thư âm, chúng ta đến khu chờ đợi, tớ và Nghiêu Nhi bảo vệ cậu. Bạch nhạn phi cảnh giác nhìn quanh. Tiêu Nghiêu Nhi đi lên phía trước, hai tay giang rộng, dồn hết những người trước mặt ra, tránh ra nào. Tránh ra nào. Rất nhiều người phía trước bị dồn cho ngã trái nghiêng phải, khi họ chuẩn bị mắng người, quay đầu lại, nhìn thấy thân hình của Tiêu Nghiêu Nhi liền lập tức nén giận im bặt. Thế là, Lâm Thư Âm đến được một góc, Bạch Nhạn Phi đứng bên cạnh cô, Tiêu Nghiêu Nhi đứng mãi bên ngoài như một cái cột sắt đen, quan sát tất cả mọi người đến gần. Vốn dĩ cũng không đến để tìm chỗ trống, kết quả nhìn thấy Tiêu Nghiêu Nhi hung thần ác sát, mọi người nhanh chóng ra đứng chỗ khác, cũng không dám tiến lại gần. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, lại là ông bố già của Đinh Thiến mất mạng tại chỗ, mẹ con bé lại chết vì cấp cứu vô hiệu. Biết được tin này, Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi bèn phái trợ thủ ở lại thu xếp lễ tang, hai người họ vội vã rời khỏi bệnh viện, trở về công ty Hoa Cường, bởi vì những việc họ phải giải quyết quá nhiều, bận biểu tới sứt đầu mẻ chán. Diệp Vô Phong đã vây quanh công ty Hoa Cường, đi quanh đủ tám vòng, trông anh vô cùng nhàn rỗi. Cảnh sát phụ trách giám sát và người nhà mộ dung đều cảm thấy cực kỳ bực dọc, rốt cuộc Diệp Vô Phong muốn làm gì? Lẽ nào chỉ vì bảo vệ công nhân công ty Hoa Cường hay sao? Buổi tối, vệ sĩ của công ty Hoa Cường thay nhau trực ban trong cả ba ca trực, tất cả mọi người đều tinh thần hơn rất nhiều lần, tính cảnh giác vô cùng cao. Diệp vô phong không có động tính gì sao, quách vạn phúc đến bên cạnh một trạm gác ngầm phe cảnh sát, nhìn tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường trước mặt. Thủ lĩnh, cho đến hiện tại, Diệp vô phong vẫn chưa có động tính gì. Tốt lắm, tiếp tục giám sát, tôi cảm thấy, một khi bố mẹ Đinh Thiến chết, người của Hoa Cường đều sẽ đến, điều này thể hiện rõ đinh thiến có thể đang trốn trong công ty hoa cường một khi bố mẹ đinh thiến chết diệp vô phong nhất định sẽ tức giận có lẽ anh ta thực sự sẽ làm cái gì đó quách vạn phúc lạnh lùng nói lần này nhất định phải tìm được chứng cứ phạm tội của anh ta vâng đêm đã khuya đa số đèn điện trong tòa nhà tổng bộ công ty hoa cường đã tắt chỉ còn phòng lâm thư âm và tiêu sắc vẫn đang sáng đèn cuối cùng đèn phòng tiêu sắc cũng tắt xem ra đã nghỉ ngơi rồi. Một lát sau, toàn bộ tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường, tầng của Lâm Thư Âm ở cũng đồng thời tắt đèn, 3 phút sau lại bật đèn lên. Quách Vạn Phúc cảm thấy hoa mắt, lắc lắc đầu, lẽ nào mất điện rồi. Căn phòng anh ta đang ở nằm đối diện với tòa nhà công ty Hoa Cường, đều là ở tầng thứ mấy chục, khoảng cách ước chừng hơn 300 mét. Bịch bịch, một tiếng vang lớn. Chuyện gì thế? Quách vạn phúc bực mình, xảy ra chuyện gì? Không biết, bên phía Hoa Cường căn bản chẳng có động tính gì. Không đúng, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Người đi bộ trên đường rất ít, quách vạn phúc tức giận nhìn đường cái cách tòa nhà của mình hơn 100 mét, quả thật không phát hiện được gì, bên phía tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường cũng không phát hiện ra tình huống gì đặc biệt. Đùng, lại một tiếng vang lớn, dường như có gì đó rơi xuống đất. Tình hình không đúng, quách vạn phúc đứng phát lên, lập tức xuống lầu xem xét lẽ nào là tòa nhà này xảy ra chuyện? chương 284, kế hoạch điên khùng. Tiêu sắc vô cùng căng thẳng, cô ta biết rõ bên ngoài có người đang giám sát, Diệp vô phong lại dám để ra kế hoạch điên khùng như vậy, nhưng cô ta chỉ có thể đồng ý. Diệp vô phong ra khỏi tòa nhà công ty Hoa Cường từ cửa sổ phòng cô ta, đợi lát nữa nhất định sẽ trở vào từ đây. Hơn nữa, Diệp vô phong đã nói rất rõ, 15 phút 10 giây, bảo tiêu nghiêu nhi canh thời gian cắt điện toàn bộ tầng này, một phút sau lại mở lại công tắc nguồn điện. Nếu như trong 15 phút này, Diệp Vô Phong không về được phòng tiêu sắc, sợ rằng sẽ để lại chứng cứ cho cảnh sát. Tiêu sắc sốt ruột chờ đợi, quan sát từng giây trên điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay khi Quách Vạn Phúc xông ra khỏi phòng, lại nghe tiếng vật nặng rơi xuống. Cho dù Quách Vạn Phúc là một tên ngu, hiện tại chắc hẳn cũng đã biết có thứ rơi xuống từ trên cao. Lẽ nào lại có vụ án hình sự nữa? anh ta lao lên thang máy, ấn nút xuống tầng 1, lòng nóng như lửa đốt, cầu nguyện, nhanh lên, nhanh nữa lên. Phải nhanh nữa lên. Sau khi anh ta xuống được tầng 1, lập tức lao ra cửa đơn, dưới tầng lúc này đột nhiên có người hét lớn, ai đến đây đi. Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu, tiếng hét này vô cùng chói tai và thảm thiết, nghe rất đáng sợ trong đêm tối. Ở đâu, ai nhảy lầu thế? Bên cạnh quách vạn phúc chỉ có một cảnh sát hình sự trẻ tuổi, hai người nhanh chóng chạy đến ngã xuống từ mười mấy tầng lầu đã không nhìn ra mặt mũi người đó đến cả quần áo cũng nhìn không rõ cũng không thể nhận ra đây là ai mau đi tìm kiếm nữa đi nhất định có ba người nhảy lầu đi tìm nhanh lên quách vạn phúc phản ứng đủ nhanh vừa phi người sang phía tây vừa dùng tay chỉ thị cảnh sát hình sự bên cạnh bảo cậu ta sang phía đông tìm không đến nửa phút quả nhiên hai người họ tìm thấy hai người nhảy lầu vẻ mặt quách vạn phúc u ám đột nhiên anh ta vỗ đầu diệp vô phong nhất định là diệp vô phong giết người nhanh lên lập tức đến công ty hoa cường đội ngũ phụ trách giám sát trên đường thế mà lại không phát hiện ra có người nhảy lầu vẫn là quách vạn phúc phát hiện ra các cảnh sát trên đường vô cùng thấp thỏm thủ lĩnh thời gian này đến công ty hoa cường bớt phí lời lập tức xông vào cho tôi nhanh quách vạn phúc vừa chạy vừa cao giọng ra lệnh xin trợ giúp từ tổng bộ gửi pháp y đến đây người của đại đội trinh thám, lập tức ra khỏi cục cảnh sát. Anh ta dẫn 6 cảnh sát hình sự, chỉ dùng đúng 2 phút đã xông đến cửa tòa nhà công ty Hoa Cường. Ý, nhiều cảnh sát vậy, Tiết Phi canh gác ngoài cửa lớn, bất ngờ mở to mắt, ôi chao. Đại đội trưởng Quách, muộn thế này rồi, anh đến đây để. Bất thình lình, Quách Vạn Phúc vươn tay đẩy Tiết Phi ra, tránh ra. Cảnh sát phá án, bây giờ tôi phải vào tòa nhà điều tra. Cơ thể của Tiết Phi chặn không cho anh ta tiến vào, đợi đã. Đại đội trưởng Quách, nếu đã muốn điều tra, mời anh đưa giấy cho phép điều tra ra đây, cảm ơn. Quách Vạn Phúc đẩy không nổi người Tiết Phi, bỗng nhiên anh ta lùi một bước, móc súng lục ra, lùi ra sau ngay. Hiện tại có án gấp, nếu như cậu còn dám ngăn cản, tôi lập tức tiến cậu về trời. Ngôn tình tổng tài. Ý, đại đội trưởng Quách, đừng hung dữ như thế có được không? tùy tiện nổ súng vào người dân thành phố, anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Tiết Phi vẫn không sợ anh ta. Tôi cảnh cáo cậu, lập tức lùi ra sau. Bằng, quách vạn phúc nổ súng lên trời. Tiết Phi lập tức rụt cổ, hai tay ôm đầu, ôi cái sao sao má. Đại đội trưởng quách, anh nổ súng thật à. Được thôi, được thôi, vẫn là cái mạng hèn này quan trọng, anh cứ muốn vào thì tôi cũng hết cách. Thế là, Tiết Phi lấn ca lấn cấn, làm theo chỉ thị của cảnh sát, ngồi xổm đối diện với mặt tường, ai tay ôm đầu. Khi tiêu sắc nghe thấy tiếng súng, cô ta giật cả mình, cảnh sát đến rồi. Diệp vô phong, nhanh chóng về đi, sắp có người chết đến nơi rồi. Lâm thư âm lại không hề hay biết chuyện này, cô ngủ rất ngon. Cắt điện, hai mắt tiêu sắc nhìn chằm chằm lên đồng hồ điện thoại, thấy đã đến lúc rồi, đọc thầm trong lòng. Quả nhiên, tiêu nghiêu nhi thật sự là một người vô cùng đúng giờ, cả một tầng lầu lập tức mất điện. Chính vào lúc này, anh Diệp quả thật quá lợi hại, giống như cầm đồng hồ làm việc vậy, một giây cũng không lệch. Thế mà lại quay trở về đúng giờ. Nhanh, mau về phòng anh đi. Tiêu Sắc nhận lấy quần áo Diệp Vô Phong vừa đi vừa cởi, đặt vào một chỗ, tiến hành nhìn nát. Lách cách, cửa phòng Diệp Vô Phong đóng lại, đèn hàng lang bất chợt sáng lên, cửa thang máy cũng vừa mở ra, Quách Vạn Phúc dẫn người đến, xông ra hành lang. Ầm ầm ầm. Cửa phòng Diệp Vô Phong chịu một trận đòn nghiêm trọng. Khi tiếng Diệp Vô Phong vọng lên, thể hiện rõ đôi phần lười biếng ý. Gì thế, động đất hay gì hà? Muốn đập cửa phòng tôi hà? Sao sao má ai gan to thế? Cảnh sát, lập tức mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa xông vào. Cảnh sát, đến kiểm tra phòng. Ok ok, tôi mở cửa ngay đây, đừng có đập nữa, cảm ơn. Mặc dù Diệp Vô Phong đồng ý rất trôi chảy, nhưng vẫn lề mề dây dưa kéo dài được nửa phút mới mở cửa, thò đầu ra ngoài, này. Hơn nửa đêm rồi, các người đến kiểm tra phòng, bắt mại dâm à. Xoạt, súng lục của quách vạn phúc chĩa vào đầu diệp vô phong, tránh ra. Tôi phải vào kiểm tra. Dọc đường đi, quách vạn phúc đã nghĩ ra thân phận của ba người nhảy lầu ban nãy, họ đều là người nhà mộ dung phái đến để giám sát diệp vô phong. Hành động này của Diệp Vô Phong chính là để cảnh cáo người nhà mộ dung. Có lẽ, vì tai nạn xe của bố mẹ Đinh Thiến, Diệp Vô Phong báo thủ gia tộc Mộ Dung. Tuy nhiên, làm sao Diệp Vô Phong lại xuất hiện trong phòng mình được? Sau khi Diệp Vô Phong gây án, làm thế nào để khéo léo quay về phòng? Tiểu Lâm, đi kiểm tra camera. Nhanh lên, quách vạn phúc đột nhiên hét lớn. Vâng, một vị cảnh sát lên tiếng đáp ứng, chạy như bay đi. Ba cảnh sát khác đeo giày, đeo găng tay một cách một cách vô cùng dày dạn kinh nghiệm, xong xuôi họ mới vào phòng diệp vô phong bắt đầu điều tra khắp phòng ý đừng chĩa súng vào tôi tôi ghét nhất là những người chĩa súng vào tôi anh có lệnh điều tra không nếu không có lệnh điều tra vậy thì các anh đang điều tra phi pháp tôi phải khiếu cáo các anh diệp vô phong chỉ mặc độc cái quần đùi bị quách vạn phúc ép quay về giường hiển nhiên ở đây chỉ có mỗi một mình anh dưới mắt tôi có muốn trốn cũng không trốn nổi quách vạn phúc thu súng lại điều tra kỹ càng xem có dấu vết để lại hay không. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Diệp Vô Phong ngồi trên giường, Quách Vãn Phúc ngồi đối diện với anh, từ trên cao nhìn xuống anh, hay lắm. Diệp Vô Phong, anh quả nhiên là cao thủ. Nói mau, sau khi anh gây án, làm sao anh quay trở lại phòng ngủ được? Gây án nào thế? Đội trưởng Quách, anh không định đổ hết mấy vụ án linh tinh mà cảnh sát các anh không giải quyết được lên đầu tôi đâu nhỉ? Diệp Vô Phong tỏ vẻ không hiểu tại sao. Quách Vạn Phúc một mực quan sát kết cấu căn phòng, anh ta cảm thấy, nếu như Diệp Vô Phong đi ra từ căn phòng này, chỉ có hai con đường, một là cửa phòng, hai là cửa sổ, không còn khả năng nào khác. Cửa sổ của căn phòng này, người của Quách Vạn Phúc vẫn luôn quan sát, vậy thì, nhất định là Diệp Vô Phong đi ra từ cửa phòng. Nếu như vậy, camera giám sát của công ty, nhất định vẫn còn vết tích. chương 285, không có ý xấu. Con cáo có xảo quyệt hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ lòi đuôi. Diệp vô phong, tôi cảnh cáo anh, đừng có chơi với lửa. Quách vạn phúc giữ tận nhìn Diệp vô phong. Vẻ mặt Diệp vô phong đau khổ, anh nói, đội trưởng Quách, tôi làm gì có đuôi. Không tin anh xem xem, nói đoạn, Diệp vô phong vậy mà lại định cởi quần, có ý định để Quách vạn phúc xem mông mình. Các cảnh sát hình sự khác đang điều tra chỉ đành nín cười, Quách vạn phúc hít mắt lại, cứ việc giả ngu đi, Quách Vạn Phúc tôi đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ tên tội phạm nào. Hơn nửa đêm, cảnh sát các người đến đây làm gì? Tiêu sắc rụi mắt đi đến, bất mãn cau mày. Mời cô lập tức ra khỏi phòng. Cảnh sát chúng tôi có vụ án nghiêm trọng, cần phải điều tra ngay lập tức, mong cô không cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Lập tức có cảnh sát hình sự ngăn tiêu sắc lại. Tiêu sắc bất đắc dĩ phải đứng ngoài hành lang, lúc này, Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm cũng đến, ba người nhỏ tiếng thảo luận. Tình hình gì thế này? Nửa đêm rồi, cảnh sát đều không cần nghỉ ngơi sao? Đúng rồi, họ cố tình để ý đến công ty Hoa Cường của chúng ta hay sao? Chỉ cần họ không ảnh hưởng đến công việc bình thường của ta là được, nếu không, Hoa Cường chúng ta vào khiếu cáo bọn họ. Đúng thế, là cảnh sát cũng không thể tùy ý làm bậy. Làm phiền giấc ngủ của người khác, bất lịch sự quá. Diệp Vô Phong thật sự không làm gì rồi đấy chứ? Sao thế được, cả tối anh ấy có ra ngoài đâu? Quách Vạn Phúc làm như không nghe thấy những lời thảo luận của ba cô gái, anh ta lại kiểm tra căn phòng của Diệp Vô Phong thêm một lần nữa, thật sự không tìm ra manh mối nào đành thong thả bước ra. Lúc này đại đội trinh thám đến báo cáo, "Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra camera, cả đêm nay Diệp Vô Phong không ra ngoài." "Không ra ngoài?" Quách Vạn Phúc ngẩn người, lẽ nào mình nghi ngờ nhầm người? Hung thủ giết chết ba người kia Thật sự không phải là Diệp Vô Phong, mà là người khác do Diệp Vô Phong phái đến. Anh ta hít một hơi thật sâu, lập tức kiểm tra camera xung quanh. Tôi không tin, con cáo xảo trá sẽ không lòi đuôi. Anh ta vẫy tay với các cảnh sát thu đội. "Đợi đã, Lâm thư âm mặc kệ, đại đội trưởng Quách, nửa đêm anh điều tra trái phép công ty Hoa Cường chúng tôi, anh nhất định phải nói rõ cho chúng tôi." Quách Vạn Phúc nói, "Vụ án khẩn cấp, tôi không kịp xin phép điều tra." mong tổng giám đốc Lâm lượng thứ. Lâm Thư âm lắc đầu, đại đội trưởng Quách, tôi là một công dân tuân theo pháp luật, tại sao phải tha thứ cho cảnh sát các anh xâm phạm chúng tôi? Nếu như anh còn không lấy ra lệnh điều tra, tôi sẽ khiếu cáo các anh điều tra trái phép. Tất cả hành động của anh ở đây đều có camera ghi lại làm chứng. Quách Vạn Phúc tức giận nói, Tổng Giám Đốc Lâm, tùy cô thôi. Chúng tôi còn phải gấp gáp phá án, mời cô nhường đường. Lâm Thư âm cười như không, nhường đường cũng được. Tuy nhiên, Tiêu Sắc, khi trời sáng hãy lập tức đến tòa án tố cáo đội trưởng Quách lạm dụng quyền lực. Được, Tiêu Sắc đồng ý một tiếng thật to, nhìn chằm chằm các sát hình sự bằng ánh mắt không có ý tốt. Quách vạn phúc đi ra khỏi công ty Hoa Cường, tức giận nói, lập tức thu tập tất cả camera theo dõi thăm dò quanh đây. Tôi đây không tin, Diệp vô phong gây án mà không để lại dấu vết. Còn nữa, lập tức kiểm tra hiện trường phát hiện vụ án. Kết quả, Quách Vạn Phúc dẫn đầu các cảnh sát hình sự, bận biểu cả một đêm, mãi đến khi trời sáng cũng không tìm được manh mối nào đáng giá. Họ mệt mỏi quay trở lại đồn công an, vốn dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, kết quả gia tộc mộ dung cử người đến nhận xác, cái xác cần nhận tất nhiên là xác của ba người nhảy lầu kia. Ngay sau đó, người nhà tài xế triệu sự lại đến đồn công an nói chuyện, dù sao thì, tuy tài xế triệu sự này đã đâm người khác, cũng không đến nỗi phải xử tội chết, hơn nữa, Ông ta chết trên xe cảnh sát, cảnh sát nhất định phải nói cho ra lẽ việc này. Trong khi quách vạn phúc đỏ cả mắt tiếp đón những người này, bận tới sứt đầu mẻ chán, giấy gọi của tòa án lại đến, tiêu sắc quả nhiên đã đến tòa án khiếu cáo quách vạn phúc điều tra phi pháp. Người của tiêu sắc tìm ra được một món tiền 10 vạn trong nhà của tài xế triệu sự, nhưng qua thủ đoạn của tiêu sắc, mất nửa ngày hỏi han người nhà tài xế triệu sự cũng không hỏi ra được nguyên do. Cuối cùng tiêu sắc quyết định. Người nhà của tài xế Triệu Sự quả thật không biết vị tài xế này đã nhận một việc nguy hiểm chết người như vậy. 10 vạn tiền mặt, tiêu sắc mang đi, người nhà tài xế Triệu Sự một câu cũng không dám nói. Bởi vì người tiêu sắc đưa đến, mặt mũi ai ai cũng đáng sợ, người nhà tài xế Triệu Sự biết không thể trêu vào họ được. Tiêu sắc cũng rất buồn bực, bố mẹ của Đinh Thiến đều chết hết rồi, tài xế Triệu Sự cũng phải chết luôn, tiêu sắc cô ta là người trong giang hồ, cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không gây hỏa cho người nhà tất nhiên sẽ không báo thù người nhà tài xế triệu sự. Buổi tối, Quách Vạn Phúc vẫn phái người giám sát tòa nhà tổng bộ công ty Hoa Cường, lại còn đặc biệt sử dụng thiết bị tốt nhất trong đồn công an, có 4 camera độ phân giải cao ngày đêm không ngừng hoạt động, quan sát bốn góc của tòa nhà công ty Hoa Cường, bất luận có cái gì lọt vào đều sẽ tra ra được manh mối. Bên phía gia tộc Mộ Dung, họ hoàn toàn không cử người đến giám sát nữa, dù sao thì, đêm qua Diệp Vô Phong đã giáo huấn họ quá sâu sắc rồi, lại dám giết chết ba người của họ ngay dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát, hơn nữa, sau khi cảnh sát kiểm tra xác chết, lại nhận định họ không hề có vết thương ngoài nào, có vẻ như là tự sát. Tiêu Ngưu Nhi, Tiêu Sắc, Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi cùng nhau đến phòng ăn tối, Tiêu Ngưu Nhi trợn tròn mắt, đi lòng vòng rất lâu, hạ thấp giọng hỏi Diệp Vô Phong đang đứng bên cạnh, "Anh Diệp, ba cái tên mà nhà mộ Dung phái đến giám sát chúng ta, có phải là anh giết chết họ không?" Diệp vô phong lơ ngơ hỏi lại, cậu định giúp cảnh sát phá án à? Tiêu sắc trừng tiêu nghiêu nhi một cái, đừng hỏi những cái không nên hỏi. Lâm thư âm cũng nhìn Diệp vô phong, ý nghĩ trong đôi mắt to tròn biết nói của cô cũng là, lẽ nào là anh giết chết? Bạch nhạn phi nói, phe cảnh sát không phải đã quyết định bản án rồi sao, ba tên đó chán sống quá nên nhảy lầu tự sát hết rồi. Tiêu sắc mỉm cười, gật đầu, đúng rồi, người ta tự nguyện tự sát, chúng ta cũng chẳng phải thần thánh, căn bản cứu không nổi. Diệp vô phong nói, tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, phe cảnh sát chắc không đến làm phiền chúng ta nữa đâu. Xong bữa tối, ba cô gái lâm thư âm lại tiếp tục bận biểu, công trình kiến thiết lại bến cảng không chỉ khổng lồ mà còn vô cùng phức tạp, công việc trồng chất, họ đã bận rộn rất nhiều ngày mà vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp vô phong ngồi bịch xuống, có hơi bực dọc, lẽ nào lại là cảnh sát đến kiểm tra phòng. Ai thế, là tôi, tiếng nói ngoài cửa là của Bạch Nhạn Phi. Vào đi, Diệp Vô Phong thản nhiên nói, mặc quần áo lên người. Trên người khoác bộ quần áo chuyên ngành màu xanh nước biển nhạt, trông Bạch Nhạn Phi vô cùng dậy dạn kinh nghiệp, khi cô ấy bước vào, nhìn thấy Diệp Vô Phong đang mặc quần áo bèn lặng lẽ đánh giá anh bằng đôi mắt xinh đẹp. Diệp Vô Phong chỉnh lại quần áo, nhìn người ta như thế, cô không thấy có gì đó không phù hợp à. Bạch Nhạn Phi cười khúc khích, anh cũng được đấy đàn ông tầm tuổi anh đây lại còn sợ tôi nhìn trộm hơn nữa tôi cũng đâu có nhìn trộm tôi nhìn đường đường chính chính khụ khụ thế có có việc gì không có thì mau đi ra đừng để thư âm nhìn thấy cô ở đây diệp vô phòng bất giác liếc ra ngoài cửa phòng ôi trời sợ vợ thế à cơ mà này tôi không có ý xấu với anh đâu bạch nhạn phi nhướn nhướn đôi mày audio điện tử võ tấn bền chương 286, si mê vô hạn. Diệp vô phòng ngồi cách Bạch Nhạn Phi hơn một mét, được rồi, nói chuyện chính đi. Bạch Nhạn Phi nói, tôi rất muốn biết, rốt cuộc là anh đã khiến ba người nhảy lầu kiểu gì vậy, tôi đã hỏi tiêu sắc, nhưng cái cô kia không chịu nói. Diệp vô phòng cười ha ha, nếu đã là bí mật rồi, thì người biết càng ít càng tốt. Bạch Nhạn Phi khinh khỉnh liếc anh một cái, được thôi, anh không nói, tôi cũng chẳng hỏi nữa anh vẫn còn nhớ lời hứa giao chiến với gia tộc mộ dung chứ mấy ngày nay sao tôi không thấy anh chuẩn bị gì nhỉ đến lúc đó phải có ba người ra chiến đấu đối phương có bát tí hải thần anh có thể đối phó có bao nhiêu phần thắng diệp vô phong nói cô đừng có hỏi nữa dù sao thì chúng ta thắng chắc đến lúc đó rồi cô sẽ biết thôi anh còn dám thừa nước đục thả câu với tôi bạch nhạn phi đứng dậy chậm rãi đi về phía diệp vô phong chu môi người ta lo lắng mà Diệp Vô Phong nói, cô chứ dồn hết sức lực của mình vào công việc kiến thiết lại cảng Hoa Hải là được rồi. Được thôi, Bạch Nhạn Phi không hỏi được gì, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại nhìn Diệp Vô Phong chầm chầm, rất lâu cũng không chịu rời mắt. Tiếp xúc với Diệp Vô Phong càng nhiều, Bạch Nhạn Phi ngày càng chắc chắn, đây là một người đàn ông vô cùng tài giỏi, chính là hoàng tử trong lòng cô ấy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chắc không phải là thư âm đâu nhỉ, Bạch Nhạn Phi căng thẳng theo bản năng, dù cho hai người bọn họ bây giờ thật sự là quang minh chính đại. Mời vào, Diệp vô phong chẳng lo lắng gì, lớn tiếng nói. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, tiêu sắc bước thẳng vào, anh Diệp. Ừ, tổng giám đốc Bạch, cô cũng ở đây à? Bạch nhạn phi đã đi đến chỗ cô ta, cười tươi giói, tôi thảo luận một vấn đề với anh ấy, vừa hay cũng phải đi rồi. Hai người nói chuyện đi, tạm biệt. Bạch nhạn phi lướt qua người tiêu sắc, khi đi ra khỏi cửa, lại đặc biệt tốt bụng đóng cửa phòng lại. Tiêu sắc có hơi lo lắng, nhìn phía cửa phòng một cái, thấp thỏm nói, anh Diệp, vừa nãy hai người nói gì thế? Vừa hỏi xong, cô ta lập tức hận không thể vả miệng mình một cái, đây là câu hỏi gì thế? Do là nội dung cuộc nói chuyện của người ta, không hay lắm. Diệp vô phong cười, cũng chẳng nói gì. Tiêu sắc, cô có việc gì à? Mặc dù tiêu sắc có hơi mất tự nhiên, nhưng nhìn thấy Diệp vô phong không hề tức giận, Cô ta bèn cảm thấy tự nhiên hơn phần nào, "Anh Diệp, tôi sốt ruột trong lòng đấy. Không phải anh đã đồng ý hẹn giao chiến với gia tộc Mộ Dung sao? Người ra trận phe chúng ta, anh đã nghĩ xong chưa?" Diệp Vô Phong nói, "Chị Đại như cô đây, ra trận được không?" Tiêu Sắc gật đầu, "Chỉ cần anh để tôi ra trận, tôi nhất định có thể ra trận." Diệp Vô Phong cân nhắc, nói theo cô, Như Nhi với cô, ai lợi hại hơn? Tiêu Sắc nghiêm túc suy nghĩ, nói anh Diệp không giấu gì anh, tôi và Nghiêu Nhi, nếu như là hồi trước, về cơ bản là ngang sức ngang tài. Nghiêu Nhi trời sinh sức mạnh ghê gớm, chiêu thức thì thô bạo hơn tôi. Tôi không có tài năng dị bẩm như nó, những về mặt kỹ xảo chiêu sức thì tốt hơn nó một chút. Căn bản, trong vòng 500 chiêu, bất phân thắng bại. Sau 1.000 chiêu thì sao? Diệp vô phong gặng hỏi. Tiêu sắc có chút ngượng nghịu ực, chúng tôi chưa từng đánh quá 1.000 chiêu. Diệp vô phong gật đầu, ừm, tôi đoán chừng, sau một nghìn chiêu, có thể cô sẽ thua vì thể lực không đủ. Mặc dù tiêu sắc hoàn toàn không phục, nhưng vẫn ngập ngừng nói, ừ, có lẽ là vậy. Diệp vô phong mỉm cười, gật đầu, vậy nên, lần này vẫn là để Nghiêu Nhi ra trận đi. Tiêu sắc ngây ngốc nhìn nụ cười của Diệp vô phong, cô ta cảm thấy, nhìn từ góc nghiêng, Diệp vô phong cười vô cùng đẹp trai. Càng nhìn càng thích, bất giác, hồn bay lên chín tầng mây, như đi vào cõi thần tiên tất nhiên diệp vô phong nhìn ra tiêu sắc đang thất thần hơn nữa anh cũng hiểu rõ tâm tư của cô ta vậy nên nói tránh đi không còn chuyện gì nữa rồi sao a à, tiêu sắc nhanh chóng trở về từ 9 tầng mây nói rất nhanh cho dù nghiu nhi phụ trách một trận anh phụ trách một trận vẫn còn một trận nữa mà diệp vô phong bí mật nhấc lông mày đến lúc đó còn có một đại cao thủ tới trợ giúp cô yên tâm chúng ta nhất định có thể thắng chẳng qua trước khi trận chiến bắt đầu tạm thời giữ bí mật Ừ, Tiêu Sắc cao hứng gật gật đầu, tôi biết rồi. Cô ta cảm thấy Diệp Vô Phong có thể nói bí mật này cho mình thực sự là một chuyện vui vẻ vô cùng. Sau đó, cô ta tiếp tục đứng yên bên cạnh Diệp Vô Phong, không đi, cũng chẳng nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, ánh mắt nhìn xuống, có vẻ có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, sau vài phút dài đằng đẵng, cuối cùng cô ta lấy dũng khí nói, "Anh Diệp." "Sao vậy, còn có chuyện gì nữa sao?" Diệp Vô Phong đánh mắt đi hướng khác tiêu sắc nói vậy nếu tôi không phải chuẩn bị để ra trận thì tôi phải làm gì đây diệp vô phong nói cô cứ vừa giúp đỡ nghiêu nhi chuẩn bị vừa làm tốt công việc vệ sĩ của thư âm đi tuy rằng dựa theo lệ thường trước khi hẹn giao chiến gia tộc mộ dung sẽ không chơi trò bẩn gì đâu nhưng mà rất nhiều lúc chúng ta phải đề phòng gia tộc mộ dung ra con bài không theo lẽ thường rồi tôi biết rồi tiêu sắc gật đầu thật mạnh anh ấy nói có lý quá lúc nào anh ấy cũng sáng suốt huy phong, trí tuệ siêu phàm. Không còn chuyện gì nữa chứ, vậy thì cô đi làm việc đi. Diệp vô phong mỉm cười nhìn cô ta. Ừ, tiêu sắc rất muốn ở bên Diệp vô phong thêm một lát, nhưng Diệp vô phong đã nói như vậy rồi, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng bước chân ra cửa, tuy nhiên, tốc độ này thực sự có hơi chậm chạp, khác biệt rất lớn với tác phong hấp tấp thường ngày của cô ta. Khó khăn lắm mới đi được đến cửa, tiêu sắc đột nhiên dừng lại, anh Diệp, tôi có thể hỏi anh một câu không ừ cô hỏi đi diệp vô phong đi đằng sau cô ta chuẩn bị tiến cô ta đi tiêu sắc không dám quay lại nhỏ giọng nói nếu như tôi nói là nếu như sau khi hủy diệt được gia tộc mộ dung anh có ở lại hoa hải không diệp vô phong suy nghĩ trong chốc lát trả lời hoa hải vốn dĩ là của các cô thế nên đến lúc đó tôi sẽ giao toàn bộ thế giới ngầm của hoa hải cho các cô xử lý cô nhất định có thể đảm nhiệm đúng không Tôi, tiêu sắc trần trừ phút chốc, lòng cô ta rối loạn vô cùng, anh Diệp vẫn là phải rời đi. Cho dù mình trở thành trị đại của Hoa Hải, vậy thì có ý nghĩa gì? Cho dù ra sao, mình vẫn bằng lòng làm bạn bên cạnh anh Diệp. Sao thế? Sợ rồi, Diệp vô phong cố ý kích cô ta. Không, tôi sợ thế nào được, tiêu sắc lập tức cãi lại, cô ta quay người nhìn Diệp vô phong thêm một cái, cô ta phải trân trọng mỗi khoảnh khắc ở bên Diệp vô phong đối mặt với diệp vô phong tiêu sắc rất muốn xà vào lòng anh hưởng thụ một chút cái ôm ấm áp đó cho dù chỉ là một lúc thôi cũng được nhưng cô ta là con gái cắn răng một cái tiêu sắc quay người rời đi cô ta cắn răng rắn môi nước mắt rưng rưng trong đôi mắt chuyện xuyên nhanh đến cửa phòng lâm thư âm tiêu sắc bỗng lau nước mắt đi lắc lắc đầu lại gõ cửa cô thư âm cô vẫn chưa ngủ lâm thư âm nhìn thấy cô ta cảm thấy vô cùng bất ngờ căn bản không chú ý đến tình trạng của Tiêu Sắc, ừm, tôi còn có một công văn chưa làm xong. Sao vậy, Tiêu Sắc, cô có việc à? Không có gì, tôi giúp được gì cho cô không? Tiêu Sắc quyết định phải khiến bản thân bận rộn để xua tan tình cảm mà cô ta dành cho Diệp Vô Phong trong tim. Dù sao thì, Lâm Thư Âm trước mắt chính là vợ của Diệp Vô Phong. Chương 287, tự mình chỉ bảo. Tiêu Sắc nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Thư Âm, không kìm được nảy sinh lòng ngưỡng mộ ghen ghét nhưng thư âm đối xử với cô ta quả thật rất tốt, lại còn xinh đẹp như thế, thảo nào anh Diệp cưới cô. Trở về phòng của mình, tâm tư tiêu sắc rối bời, đứng ngồi không yên, cô ta đột nhiên móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Nghiêu Nhi, Nghiêu Nhi, ngủ chưa? Chị, em chưa ngủ, có chuyện gì sao? Nghiêu Nhi giật mình một cái, lập tức căng thẳng. Đi đánh võ với chị, nói xong, tiêu sắc lập tức ngắt điện thoại. Tiêu Nghiêu Nhi ngơ ngác, chị làm sao vậy? nửa đêm muốn đi đánh võ. Hai người đến phòng tập thể thao, từng người đeo găng tay đấm bốc lên, tiêu nghiêu nhi nhìn thấy tiêu sắc cứ luôn im lặng bèn mở lời dọa dẫm chị, chị biết đấy, em không biết hạ thủ lưu tình như nào đâu, chị vẫn nên dốc toàn lực đi. Tiêu sắc hừ một tiếng, đánh thắng được chị rồi hãng nói. Ai ngờ hai người đánh được mới mười mấy chiêu, tiêu nghiêu nhi lại đánh chúng một quyền vào vai tiêu sắc. Tiêu sắc bị đánh lùi ra sau vài bước, suýt chút nữa ngã ra. Chết! Chị, chị không sao chứ. Sau khi tiêu nghiêu nhi ra tay, lập tức cậu ta thấy hối hận. Tiêu sắc lại suy tư nói, nghiêu nhi, không đúng. Cái chiêu này của cậu, trước đây không dùng như thế này. Nói mau, sao lại thay đổi chiêu này rồi? Tiêu nghiêu nhi có chút khó xử nói, chị, chị đừng tức giận. Thực ra, là anh Diệp từng chỉ cho em, trong những chiêu thức anh ấy từng chỉ cho em, cần một ít tâm pháp, cần thay đổi một tí. Thế là thành như hiện tại. Anh Diệp, anh ấy từng chỉ dạy cho em, tiêu sắc vô cùng kinh ngạc, anh ấy chỉ cho em như nào. Tiêu Nghiêu Nhi khó xử trả lời chị, em không nhớ rõ anh ấy nói những gì nữa, dù sao thì anh ấy bảo em phải cầu tiến, sau đó làm mẫu cho em vài chiêu, vì thế em học được một chút. Thiên tài võ thuật này, có những lúc cực kỳ khiến người khác ghen tị, rõ ràng cậu ta không nói ra được mình đã học được cái gì, nhưng động tác lại có thể vô cùng tự nhiên, thu phát trôi chảy, không hề trì trệ, tiêu sắc tháo găng tay đấm bốc ra, cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Diệp vô phong. Tiêu Nghiêu Nhi thấp thỏm đứng một bên, cậu ta cảm thấy tiêu sắc nhất định đã giận rồi, Tiêu Nghiêu Nhi cậu học trộm võ công cùng anh Diệp, không dạy cho cô ta. Anh Diệp, tôi với Nghiêu Nhi đang ở phòng tập thể thao, cảm phiền anh có thể qua đây chỉ dạy một chút không? Tiêu sắc lấy dũng khí, sử dụng ngữ điệu khẩn cầu nói chuyện. Được thôi, giờ tôi qua đây. Diệp vô phong đồng ý rất sảng khoái tiêu sắc mừng thầm, nhưng miệng lại nói cảm ơn anh Diệp. Không lâu sau, Diệp vô phòng đã đến, ôi chao. Chị em hai người, đúng là tinh lực có thừa đấy. Nửa đêm rồi, lại còn chạy đi luyện quyền. Tiêu Nhiêu Nhi nói, là chị. Tiêu sắc tiếp lời, anh Diệp, sau khi anh chỉ dạy Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi đã có tiến bộ rõ ràng, anh đừng có thiên vị quá như vậy chứ, anh cũng chỉ dạy một chút cho tôi đi. Tiêu Nhiêu Nhi cười hê hê ngốc nghếch, gật đầu thật mạnh, đúng đúng, chị vừa bị tôi đánh bại, chị ấy giận rồi. Tiêu sắc chừng cậu ta một cái, lượn đi, chị tức giận chỗ nào, chỉ là chị mong anh Diệp chỉ dạy chị một chút, có lẽ có thể có tiến bộ tương đối lớn. Vâng vâng, tiêu nghiêu nhì đưa găng tay đấm bốc của mình cho Diệp vô phong, nhưng cậu ta không hề lượn đi theo lời tiêu sắc, mà tiếp tục đứng ở một bên, nhìn hai người luyện công. Tiêu sắc bực mình, sao cái thằng này không tinh ý gì vậy? Rõ ràng mình đã bảo nó lượn đi mà. Cô ta và Diệp vô phong vào tư thế, không nhịn được nói: Anh Diệp, tôi biết trình độ công lực của anh cao hơn hai chúng tôi, thế nên anh không được nhường chúng tôi. Có thể đánh bại chúng tôi bằng một chiêu, thì không cần dùng đến chiêu thứ hai. Được. Diệp vô phong hơi gập người, nhìn Tiêu sắc chăm chú đến đi. Tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của cô. Tiêu sắc gật đầu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cô ta tiến lên, song quyền khua như lốc xoáy tấn công thân trên của Diệp vô phong. Diệp vô phong lùi ra sau nửa bước, tiêu sắc lại đột nhiên quay người, vung chân đá diệp vô phong. Thực ra tiêu sắc còn chuẩn bị một chiêu thức nữa, nhưng khi một cước đá ra, cô ta bỗng nhiên cảm thấy cổ chân mình bị kìm sắt kẹp chặt lại. Á, à, cổ chân tiêu sắc tê dần, cố gắng dãy ruộng một hồi, lại cảm thấy kẹp sắt trên cổ chân lại không xê dịch chút nào. Hay lắm, tiêu nghiêu nhi vỗ tay, cười, anh Diệp lợi hại thật. Lúc này Diệp vô phong đã thả cổ chân tiêu sắc ra, tiêu sắc lùi lại hai bước, đứng vững người, cử động cổ chân mình một lát, hung giữ chừng tiêu nghiêu nhi một cái, cái đầu ngốc này, còn ở đấy kêu cái gì? Còn không mau cút đi. Tiêu nghiêu nhi bị tiêu sắc chừng mắt, cậu ta lẻ lưỡi, rụt đầu, đứng cách hai người xa hơn, nhưng vẫn ngừng chân quan sát, căn bản không có ý định rời đi. Tiêu nghiêu nhi bản tính chân chất, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của tiêu sắc? Diệp vô phong nói tiêu sắc, chiêu thức này của cô, nhất định vẫn còn chiêu sau, nhưng chiêu này cô lại nhấc chân quá cao, với cả từ lúc tung đòn tốc độ đã chậm rồi, vận nên mới bị tôi bắt được thời cơ. Sau đó Diệp Vô Phong bắt đầu giảng giải từ thân pháp đến bộ pháp, vừa giảng vừa làm mẫu, cô nhìn xem, nếu như dùng như thế này, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn một chút. Ừm, Tiêu Sắc vui vẻ gật đầu, lập tức làm thử theo những lời Diệp Vô Phong, lập tức cảm thấy nội lực thông thuận hơn, tốc độ quả thật cũng tăng lên rất nhiều tiêu sắc nhìn Diệp vô phong bằng ánh mắt sùng bái, anh Diệp, quả nhiên cao minh, quá lợi hại. Lần chỉ dạy này của anh, hơn cả 10 năm tôi khắc khổ luyện tập. Cô ta đột nhiên sông lên, tiếp tục so chiêu với Diệp vô phong. Nhưng gần như tất cả mọi lần đều bị Diệp vô phong chế ngự bằng một chiêu, sau đó anh lại giảng giải làm mẫu cho cô ta, khiến cô ta càng tâm phục khẩu phục. Tiêu Nghiêu Nhi đứng một bên, tròn mắt nhìn hai người so chiêu, càng nhìn càng tâm đắc, không kìm được khoa chân múa tay, vui đến mức nhảy cẫng lên. Đối với Như Nhi, mỗi lần Diệp vô phong chế ngựa tiêu sắc, đều là chỉ dạy ngày càng chuẩn xác cho cậu ta, khiến cậu ta hiểu sâu thêm một phần về cách sử dụng những chiêu thức này. Hơn nữa, Diệp vô phong giảng giải cho tiêu sắc, cậu ta cũng chăm chỉ lắng nghe. Bởi vậy, tối nay thu hoạch được nhiều nhất, ngược lại lại là tiêu Như Nhi. Mỗi lần tiếp xúc thân thể với Diệp vô phong, đều khiến tiêu sắc càng lúc càng kích thích, thế nên, cô ta luyện tập với Diệp vô phong, Quả thực càng lúc càng có tinh thần, căn bản không có ý định dừng lại. Mà Diệp vô phong nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Như Nhi, anh cũng biết cậu ta được lợi không tí, cũng lập tức cố tình chỉ bảo nhiều hơn một chút. Dưới tình hình như vậy, ba người luyện tập liên tục ba tiếng đồng hồ. Tiêu Sắc đã đầm đìa mồ hôi từ lâu, quần áo thể thao gần như dính vào thân người, thể hiện rất rõ những đường nét mềm mại trên cơ thể cô ta. Nữa đi, Tiêu Sắc vào tư thế thêm một lần nữa bước một bước thật nhanh rồi xông đến, một quyền hướng thẳng mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đứng yên không động, đột nhiên đặt ngang khủy tay, kề dưới nách tiêu sắc, nhưng không hề dùng lực đánh cô ta. Tiêu sắc xấu hổ trong lòng, trời ơi, khủy tay của anh ấy, thế mà lại kề vào chỗ đó của người ta, lẽ nào anh ấy không cảm nhận được sao? Trong mối quan hệ nam nữ, người phụ nữ lúc nào cũng mẫn cảm, tinh tường hơn người đàn ông. chương 288, tình thế bắt buộc. À, tiêu sắc cố gắng kiềm chế để không hét lên sau khi bị chúng chiêu, chỉ kêu nhỏ một tiếng. Cả người cô ta mềm nhũn ra, toàn bộ cơ thể của cô ta dường như ghi hoàn toàn vào khuỷu tay của Diệp vô phong. Không những thế, hai mắt của cô ta còn khép hờ hờ, hương thơm từ cơ thể phảng phất làm cho Diệp vô phong run, run run đến mức không bỏ tay ra được. Diệp vô phong thầm nghĩ trong lòng, tôi còn chưa có đánh chúng cô mà, cô lại làm sao mà có thể phản ứng đến mức độ này được vậy chứ? hai tay của tiêu sắc víu chặt lấy cánh tay của Diệp vô phong, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên tỏ vẻ đáng thương nhìn anh nói, Diệp tiên sinh, tôi cảm thấy trong người hơi mệt, anh đỡ tôi một lúc để tôi nghỉ ngơi được không? Để em đỡ chị, em còn không mau về phòng ngủ đi hả? Tiêu sắc tức giận đến mức muốn bóp chết thằng nhóc không có đầu óc này đi. Bước chân của tiêu nghiêu nhi dừng lại, cậu ta vò đầu nói chật, em không cảm thấy buồn ngủ mà. Diệp vô phong lén bật cười, sau đó vội vàng nói, "Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta tất cả cùng trở về thôi, ngày mai mỗi người cũng đều có việc phải làm mà." "Được." Tiêu Sắc tuy rằng không cam lòng nhưng cô cũng không dám để lại ấn tượng không tốt trước mặt Diệp Tiên Sinh nên đành phải tỏ ra khôn khéo mà buông cánh tay cực kỳ có sức hấp dẫn với cô của Diệp Vô Phong ra, sau đó ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng tập của công ty Hoa Cường. Diệp Vô Phong trở về phòng của mình trước, hai chị em đang đi ở đằng sau thì nghe thấy tiếng tiêu ngư nhi buồn bực nói chị tại sao chị lại đánh em chứ tiếp đến là giọng của tiêu sắc em đáng bị ăn đánh rốt cuộc thì em đã phạm phải sai lầm gì cơ chứ chị chính là muốn đánh em đấy chát lại thêm một cái tát trúng vào giữa đầu của tiêu ngư nhi nhìn thấy chị gái tức giận tiêu ngư nhi không dám đánh trả chỉ có thể để mặc cho cô ta đánh loạn lên một lúc lâu mệt mỏi trở về phòng của mình. Tiêu Sắc lập tức đi tắm rửa, trong đầu cô ta không ngừng nhớ lại hình ảnh cô ta và Diệp Vô Phong tiếp xúc cơ thể, tắm rửa mà cứ như bị điên bị dại vậy. Bên trong sự ngây thơ ấy, Tiêu Sắc quả thực cũng gặt hái được nhiều điều, cô ta cảm nhận được tài năng của Diệp Vô Phong giống như thần linh vậy, cô ta ngày càng cảm thấy bái phục Diệp Vô Phong hơn. Đối với thế gia mộ dung mà nói, chưa từng có việc bức bách như thế này. Mộ Dung Nghĩa và Mộ Dung Tín chết làm cho toàn bộ trang viên bị bao phủ bởi một tầng không khí vô cùng bức bách. Nếu không phải như vậy thì ngay từ lúc lễ tang bắt đầu chắc chắn đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội của Hoa Hải đến để viếng họ, có khí còn nườm nượp không ngớt ấy chứ. Mà cũng trong lúc này, thế mà lại cũng có ba anh em khác nữa hôm trước cũng mới bị chết oan uổng, gia đình cũng đang làm lễ tang. Hung thủ giết chết những người này lại vẫn đang ung dung sống rất tốt ngoài kia ngay cả cảnh sát cũng không thể điều tra được chứng cứ phạm tội của anh ta mọi người trong thế gia mộ dung trong lòng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ nếu hôm nào đó tên cao thủ này lại hứng lên đến viên trang của thế gia mộ dung dạo chơi một vòng thì không biết người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai đây mộ dung hào giang không cần tham gia tang lễ mà lắp một máy theo dõi ở nhà tang lễ bất cứ lúc nào cũng có thể giám sát tình hình bên trong nhà tang lễ Mặt khác ông ta cũng muốn xem xem có gia đình quyền quý nào mà bình thường ông vẫn qua lại mà lần này lại không có mặt, thêm nữa là ông ta cũng lo lắng ở nhà tang lễ sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ta cùng với Bát Tí Hải Thần đã phải sốc lại toàn bộ tinh thần để có thể tập trung theo dõi mọi hành động trong nhà tang lễ. "Ông chủ, tên Diệp Vô Phong này thực sự là đáng giận mà, nhất định phải trừ khử anh ta." Bát Tí Hải Thần oán hận nghiến chặt răng, thật lòng mà nói, trình độ võ thuật của anh ta quả thật không kém gì chúng ta trong ba trận thi đấu võ của chúng ta, nếu không có nhiều người cực kỳ lợi hại tham gia thì e rằng chuyện thắng thua khó có thể lường được. Mộ Dung Hào Giang nói, vệ sĩ của ngài bố lãng, Tạp Đặc Nhĩ, cậu nghĩ sao? Tạp Đặc Nhĩ sẽ đến sao? Thế thì thật là tốt quá rồi. Mắt của bát tí hải thần sáng lên, 5 năm trước, Tạp Đặc Nhĩ từng tham gia đấu với chúng ta, lúc ấy tuy rằng anh ta thắng chúng ta, nhưng mà cũng rất khó mới thắng được, có điều, trải qua 5 năm im tiếng, tôi nghĩ anh ta năm nay mới có 30 tuổi, chính là thời điểm trình độ võ thuật đạt đến mức đỉnh cao. Không biết bây giờ anh ta lợi hại thêm thế nào rồi. Mộ Dung Hào Giang nhe răng cười nói, trình độ võ thuật của tạp đặc nhĩ chính là luyện từ thịt nát và máu tươi trên sàn đấu ngầm của nước. Anh ta toàn thân toát ra sự hung ác mà chẳng ai có thể sánh vai được rồi. Đúng vậy, người vệ của của ngài bố lãng này là một người có tài năng xuất thân từ quân đội hải quân nếu không ngài bố lãng cũng sẽ không bỏ tiền thuê anh ta. Bát tí hải thần thở dài, năm đó tạp đặc nhĩ ở trong quân đội hải quân chính là một huyền thoại, nhưng mà sau đó lại bởi vì tính cách thô bạo, không còn cách nào khác nên mới phải xuất ngũ. Mộ dung hào giang nói, tôi đây cũng đoán được rằng trước mắt, tạp đặc nhĩ có lẽ là muốn đạt tới trình độ chiến đấu cấp trung, hoặc cũng có thể là hơn thế nữa. Bát tí hải thần lại thở dài tiếp, đúng là che già măng mọc đó nha nếu như tạp đặc nhĩ có khả năng đánh bại được Diệp vô phong, chúng ta có thể đối phó với những người khác một cách dễ dàng hơn. Mộ Dung Hào Giang Hưng Phấn nói, trận đấu lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Nhất định phải giết được Diệp vô phong, báo thù cho ông Nghĩa và ông Tín. Dừng lại một chút, ông ta lại nói thêm, tôi đã ước bàn bạc trước với Ngài Bố Lãng rồi, ngày 29, Ngài Bố Lãng sẽ đưa tạp đặc nhĩ đến Hoa Hải trước. Nghỉ ngơi một chút rồi ngày hôm sau có thể tham gia trận đấu với Diệp Vô Phong luôn. Vậy thì tốt quá rồi, ông chủ, tạp đặc nhĩ vì chúng ta mà lên sàn đấu, tiền công là bao nhiêu vậy ạ? À? Bát Tí Hải Thần không nhịn được nên hỏi. Mộ Dung Hào Giang thở dài, 10 triệu đô la Mỹ, nhưng mà chúng ta còn có thể kiếm được số tiền này về bằng hoa cường kia mà. Trong lòng Bát Tí Hải Thần kinh ngạc, tạp đặc nhĩ lên sàn đấu một lần mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? gã ta vì thế ra mộ dung mà vào sinh ra tử, cả đời đánh đám, ông chủ cũng chỉ cho gã ta 3 tỷ đồng cổ phần của công ty mà thôi. Nghĩ đến như vậy, quả thật có hơi không công bằng. Nhưng mà, thế ra mộ dung với bát tí hải thần dường như chính là nhà rồi mà. Gã ta bình thường vẫn ăn uống sinh hoạt tất cả đều là miễn phí đó thôi. Sau khi lễ tang kết thúc, thế ra mộ dung yên ắng vài hôm, nhưng mẹ Ngày 22 lại có một tin tức truyền đến, công trình kiến thiết lại cảng Hoa Hải đã bắt đầu đi vào xây dựng. Lễ đặt móng đã được tiến hành. Lúc mà Mộ Dung Hào Giang nghe được tin tức này, ông ta chỉ gầm lên một tiếng, sau đó ném chiếc cốc ngọc đang cầm trên tay vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. "Người đâu, lập tức lại đây, mày mau sắp xếp người đến công trường thi công của bọn họ phá đám. Không được để cho công trình của bọn họ diễn ra thuận lợi được." Mộ Dung Hào Giang tức giận đến mức quay vòng vòng tại chỗ. Ông chủ, ông bất giận, Bát Tí Hải Thần vội vàng khuyên ngăn ông ta, chuyện công trường bên đó cứ để ông lễ tùy ý sắp xếp người của ông ta đến là có thể giải quyết được rồi. Được, anh đi báo với ông lễ một câu, bảo ông ta sắp xếp đi. Mộ Dung Hào Giang tức giận nói. Xây lại cảng biển quả là một hạng mục lớn, tòa nhà văn phòng xây mới ở cảng có quy mô rất lớn, công trường hoạt động cũng rất hăng hái, cũng may mắn là Lâm Thư Âm có năng lực quản lý tốt nên mới có thể xử lý được hơn nữa Bạch Nhạn Phi và Tiêu Sắc cũng là những người có tài nên mới có thể đẩy mạnh công việc ở công trường diễn ra gọn gàng có trình tự. Tổng Giám Đốc Lâm, công ty Hoa An cung cấp xi măng cho chúng ta vừa rồi mới báo cho chúng ta rằng hiện tại nguồn xi măng đang khan hiếm, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp cho chúng ta 50 tấn, mục tiêu mỗi ngày 1.000 tấn của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Nếu cứ để như vậy, chúng ta không thể hoàn thành công trình đúng thời hạn đã cam kết mất. Cái gì cơ? Nhận được thông báo, Lâm Thư Âm lập tức lo lắng đứng bật dậy, Nhạn Phi, mau mau liên hệ lại với tổng giám đốc Tả của công ty Hoa An, yêu cầu ông ta phải cung cấp cho Hoa Cường chúng ta đủ số xi măng. Nếu không, ông ta tự dưng thực hiện sai hợp đồng như vậy, chúng ta đành phải gặp nhau trên tòa thôi. Nhưng Bạch Nhạn Phi còn chưa rời đi đã lại có người chạy vào báo cáo tổng giám đốc Lâm, công ty cung cấp vật liệu thép vừa rồi thông báo rằng từ ngày mai sẽ không cung cấp thép cho chúng ta nữa. Họ muốn chúng ta sớm nghĩ biện pháp khác đi chương 289, tham gia tổ chức. Mọi chuyện trở nên như vậy, chắc chắn là người nhà họ mộ dung dở trò xấu xa, chặn đứng nguồn cung ứng vật liệu để xem xem người của Hoa Cường xây dựng lại cảng biển bằng cách nào. Bạch Nhạn Phi và Tiêu Sắc cùng nhiều người nhanh chóng nghĩ biện pháp liên lạc với công ty cung cấp xi măng và vật liệu thép. Trên công trường lại có hàng trăm người dân ở các khu dân cư xung quanh đến, nam nữ già trẻ đều có cả, họ đã xong vào công trường, lại còn tự nhiên cướp đoạt thép và các công cụ khác, Công nhân ở đó có ngăn cản nhưng đã bị bọn họ bao vây bốn phía không thể làm gì được, đúng là rất hỗn loạn. Khi nhận được tin báo như vậy, Lâm Thư Âm ngay lập tức phải báo cho cảnh sát. Kết quả là sau khi cảnh sát đến, những người dân này cuối cùng đã chịu quay về nhà. Cảnh sát cho nhóm công nhân làm bản tường trình ghi chép lại sự việc, sau đó lại nói là đi đến các nhà dân để hỏi và ghi chép lại rồi cũng biến mất luôn. Cảnh sát vừa đi, đám người dân đó lại tới dù có thế nào đi nữa bọn họ cũng muốn dùng hết sức mình để phá hoại làm ảnh hưởng đến tiến trình thi công của công trình lâm thư âm lại báo cảnh sát lúc sau cảnh sát đến đám dân lại về nhà bọn họ lại làm bản tường trình một lượt nữa nhìn đám công nhân đang xếp hàng để làm bản tường trình trong lòng lâm thư âm lo lắng luôn luôn là như vậy bọn họ căn bản không có biện pháp gì để giải quyết cảnh sát ở đó bận rộn hơn một giờ đồng hồ mới làm xong bản tường trình sau đó lại cứ thế rời đi, đám người dân kia lại kéo đến tiếp. Đám dân đó thực sự là đã tiếp thu rất sâu sắc phương châm đánh du kích, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch yên thì ta quấy nhiễu. Lúc Lâm Thư Âm tranh cãi nói lý với bọn họ, suýt chút nữa thì cô bị hai người phụ nữ xô ngã xuống đất. Không còn cách nào khác, cô biết rõ là dù có báo cảnh sát cũng không có tác dụng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài báo cảnh sát kết quả vẫn chỉ là cảnh sát lại đến và lại làm bản tường trình lâm thư âm cực kỳ tức giận cô gọi điện thoại cho diệp vô phong và kể cho anh tất cả sự việc xảy ra cái gì anh sẽ đến ngay đây diệp vô phong bảo mã vũ mau chóng lái xe đến công trường trước quả nhiên khi đến nhìn thấy đám người dân đó đang làm đủ mọi chuyện phá hoại mã vũ lên cơn tức giận nắm chặt nắm đấm định lao vào đấu với bọn họ khoan đã diệp vô phong giữ mã vũ lại không nên ra tay với bọn họ có chuyện gì từ từ nói đã. Mã Vũ nổi cáu, "Anh Phong, đám người này đúng là khốn nạn bất chấp đạo lý mà. Anh còn định nói lý lẽ với bọn họ sao? Vốn dĩ là không thể nói cho bọn họ hiểu được, nắm đấm mới chính là đạo lý cứng rắn nhất." Diệp Vô Phong vẫn kiên quyết ngăn cảm anh ta lại, hai người bọn họ đi đến lán chỗ của Lâm Thư Âm trước. "Thật là tức chết mà." Lâm Thư Âm vừa nhìn thấy Diệp Vô Phong đã suýt chút nữa không kiềm chế được nước mắt. Diệp Vô Phong đi đến bên cạnh cô, cầm tay cô, dịu dàng nói: "Em yên tâm đi, đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi." "Trước hết em hãy bảo tất cả đám công nhân làm rào chắn xung quanh đã, còn anh sẽ đi giải quyết vấn đề với đám dân đó." "Anh định giải quyết như thế nào? Nhất định không được đánh người đâu đấy, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn hơn nữa mất." Lâm Thư Âm cũng biết, kiểu quấy rối như thế này chắc chắn là sau lưng bọn họ phải có chỗ dựa, hơn thế, chỉ cần làm bọn họ bị thương mọi chuyện sẽ không thể giải quyết được nữa. Anh hiểu chuyện đó mà, em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ giữ chừng mực." Diệp Vô Phong tiếp tục an ủi cô. Công nhân bắt đầu thu xếp làm rào chắn, Diệp Vô Phong đi ra ngoài, đi một vòng quanh công trường trước, anh nhìn thấy rất nhiều nhóm người dân vẫn đang thu gom dụng cụ để mang đi, Diệp Vô Phong cũng không có ngăn cản bọn họ mà chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. "Ơ ờ, hay, người anh em này, anh không phải chính là người lãnh đạo của công trình này đấy chứ?" Một cô gái nông dân không nhịn được nên đứng lại nói chuyện với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi chỉ là đang xem chuyện náo nhiệt thôi, xây lại cảng biển, đây là công trình không hề nhỏ nha. Ừ, đúng vậy, công trình lớn như vậy, ông chủ kiếm được không ít tiền. Vậy mà lại cũng không chia cho chúng tôi một phần nhỏ, đúng là không hiểu chuyện gì cả mà. Cô gái nông dân kia nói như đó là điều hiển nhiên. Diệp Vô Phong gật đầu, đúng vậy, nếu tôi mà là ông chủ chỉ cần là người dân ở các thôn quê lân cận, tôi chắc chắn sẽ chia cho mỗi người 30 triệu để tiêu vặt. Ha ha ha, người anh em này đúng là rất biết ăn nói. Cô gái nông dân kia bịt miệng ôm bựng cười đến mức không đứng thẳng lên được, nhưng mà, mỗi người 30 triệu cũng có khi là chưa đủ đâu. Mỗi người ít nhất cũng phải được chia 150 triệu mới được. Hả, được chia nhiều như vậy sao? Ai nói như vậy chứ? Diệp vô phong chớp chớp mắt, tôi đây cũng là người ở vùng lân cận, mới chuyển đến đây không lâu, chắc chắn là cũng phải được chia một phần đó nha." Cô gái nông dân kia cảnh giác đứng lên, anh cũng là người dân ở vùng lân cận à? Tại sao tôi lại chưa từng nhìn thấy anh chứ?" Anh đừng có hòng thăm hỏi." Diệp Vô Phong nói, tôi thực sự là người dân ở thôn gần đây mà, tôi mới chuyển đến đây được nửa tháng thôi nhưng cũng được coi là người dân ở đây rồi chứ." Cô gái nông dân kia nói, nếu thật sự là vậy, anh phải tham gia vào tổ chức của chúng tôi thì mới được chia tiền. Nếu không đến lúc đó dù có được trả tiền bồi thường thì anh cũng không chia chia phần đâu. Tham gia vào tổ chức của các cô á? Được, tôi lập tức đăng ký tham gia. Có 150 triệu, tất nhiên là phải lấy chứ. Ha ha, em gái à, tôi làm sao mới có thể đăng ký tham gia được vậy? Diệp Vô Phong tiếp tục moi thông tin của cô ta. Cô gái nông dân nói, cái người cao lớn ở đằng xa xa kia, nhìn thấy người của chúng tôi chứ? chẳng qua là vì bọn họ còn chưa ra tay đánh lại chúng tôi nếu không chắc chắn là đã bị nắm thóp rồi bạo nha giang nói rằng cảnh sát đang theo dõi chúng ta rồi bạo nha giang á tôi đây chỉ cần tìm anh ta là có thể tham gia đúng không sau đó là có thể đi cướp đoạt đồ của bọn họ phải không diệp vô phong vui mừng đến mức xoa xoa hai tay vào nhau mặt của cô gái kia liền xịu xuống người anh em anh nói linh tinh gì vậy đây làm sao có thể nói là cướp đoạt đồ của họ chứ? Đây gọi là giúp bọn họ thu gọn dụng cụ mà. Diệp vô phong vỗ vào đầu một cái, ai ra, em gái này, cô đúng là người có văn hóa. Cô nói đúng lắm, ha ha, cô chờ đấy, tôi đi tìm bạo nha giang rồi sau đó cùng giúp bọn họ thu dọn dụng cụ. Sau đó, Diệp vô phong lắc lư bước từng bước ra phía bên ngoài công trường. Mã vũ lo lắng, đứng từ đăng xa vẫy gọi anh, lúc này trời đã dần tối đám dân vừa thu gom đồ đạc giờ đã bắt đầu khiêng về nhà lờ mờ bóng người qua lại tán loạn nhưng còn kèm theo cả tiếng cười nói chị dâu chị lấy được nhiều thép quá nha cô thì biết cái gì chứ thép này á bây giờ rất đắt tiền đó suỵt chị dâu hôm nay em mang về được năm bao xi măng không được lát nữa em phải mang xe ba gác ở nhà đi sửa ngày mai chúng ta sẽ dùng xe ba gác để chở xi măng Đúng lúc có thể sửa sang lại phòng ở, ha ha. Đúng rồi, em hãy bảo cả em dâu qua đây giúp đỡ nữa nha. Trong nhà còn hai đứa nhỏ, cô ấy không đến được. Có xe ba gác là tốt rồi. Má Vũ nghe được bọn họ bàn bạc như vậy thì đúng là tức đến ói máu, đây vốn dĩ không phải đồ của nhà các cô nha, thế mà còn muốn mang cả xe ba gác đến chở sao? Đúng là sự mặt dày phát triển đến đỉnh điểm rồi mà. Lòng tham của đám nông dân đó cũng là đủ lớn rồi hai người diệp vô phong và mã vũ dồn bọn họ ở giữa cùng đi theo bọn họ nhưng bọn họ lại không hề để ý đến dù sao thì hai người cũng không có ý định ngăn cản bọn họ ngay sau đó đám người đó đi đến một ngôi làng sau đó lần lượt đi vào một kho chứa đồ bất cứ ai đi qua đó đều để lại một thứ gì đó mà mình đang cầm trên tay ví dụ như người nào lấy thép sẽ để lại hai thanh ai khiêng xi măng về sẽ bỏ lại một bao có người cầm những công cụ đơn giản của công nhân thì cũng sẽ để lại một ít trong kho chứa đồ ấy có một người thanh niên ngồi trên một chiếc ghế dài anh ta nhìn từng người một đi qua đều mỉm cười chào đón làm lộ ra hàm răng thô bạo diệp vô phong hơi lùi lại mấy bước đứng cách xa một chút để tập trung quan sát xem bạo nha giang rốt cuộc là đang làm cái gì hai người nông dân đi qua nói lại nhải gì đó với bạo nha giang hai câu sau đó cười hì hì rồi rời đi suốt cuộc, đám nông dân lần lượt về hết lúc bạo nha giang chuẩn bị đem chiếc ghế dài cất vào trong một cái phòng nhỏ thì phát hiện ra diệp vô phong đang đứng ở gần đó ơ hay tên nhóc kia mày muốn làm cái gì mau lại đây lại đây diệp vô phong chậm rãi bước đến đó mày chính là bạo nha giang sao bạo nha giang tức giận mắng thằng khốn này một thằng nhóc nhỏ bé như mày mà cũng dám gọi tao là bạo nha giang sao đúng là muốn ăn đánh phải không vừa nói anh ta vừa vung tay định tắt Diệp Vô Phong. chương 290, thật là buồn cười. Diệp Vô Phong chỉ cần giơ tay ra là đã bắt được cánh tay phải của anh ta, anh hơi dùng lực một chút đã khiến cho bạo nha giang kêu la thảm thiết, á. À, mau buông ra, buông tay ra, đau. Diệp Vô Phong lập tức đẩy mạnh anh ta vào trong căn phòng nhỏ kia. Sau đó lại đánh mười mấy cái bà tai vào hai má anh ta khiến cho mặt mũi của bạo nha giang chảy máu, đau đến mức quên cả kêu la. Quỳ xuống, Diệp vô phong gần giọng quát một tiếng, nói mau, là ai sai khiến mày tổ chức nhiều người như vậy đến công trường gây rối hả? Bạo Nha Giang đúng là người yếu đuối, mới bị đánh mấy cái bà tai như vậy mà đã lập tức kinh hãi, quỳ dạp trên mặt đất, thậm chó cong không dám ngẩng đầu lên, thưa anh là không có ai sai khiến cả, bọn họ chính là muốn sửa sang lại nhà cửa nên mới cần dùng một số thứ trên công trường, vì vậy bọn họ mới tự mình đi lấy. Diệp Vô Phong đá một phát mạnh vào bả vai của Bạo Nha Giang làm cho anh ta ngã lăn xuống đất, miệng phát ra tiếng hừ hừ một lúc lâu mới đứng lên được, nhưng anh ta vẫn không dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Diệp Vô Phong, "Thưa anh ơi, chuyện đám nông dân đó đến công trường thực sự là tự phát. Tôi thật sự không hề tổ chức cho bọn họ thật mà." Diệp Vô Phong cầm một viên gạch từ trong góc tường, với biểu cảm vô cùng bình tĩnh anh kéo Bạo Nha Giang, sau đó túm lấy bàn tay trái của anh ta đặt lên bàn ấn chặt cổ tay trái của anh ta xuống bàn. Tao đếm đến ba, nếu mày còn không nói ra thì tao sẽ lập tức đập nát bét tay của mày ra. Hả? Không, không cần như vậy đâu. Cả người Bạo Nha Giang run lên bần bật, không biết tên thần chết này đến từ nơi nào. Một, hai. Diệp Vô Phong không thèm để ý đến lời cầu xin của anh ta, bắt đầu đếm. Tôi nói, a, à, cái anh này, tôi nói, cầu xin anh đừng có đập nát tay của tôi mà. Bạo Nha Giang vội vàng đổi giọng. Nói mau, Diệp vô phong hung dữ nhìn anh ta, giờ cao viên gạch lấy đà dọa. Tôi nói, tôi nói. Khi anh ta đang định nói rõ thì điện thoại di động lại rung lên, bạo bạch giang bày ra một vẻ mặt nịnh nọt nhìn Diệp vô phong. Diệp vô phong căn bản không thèm để ý đến, bắt máy đi. Vâng, bạo nha giang cầm điện thoại di động lên, alo, tôi là bạo nha giang. Ô hô, là anh ba đấy à, người dân trong thôn vừa mới làm xong xuôi hết mọi chuyện rồi. Chuyện đó, anh có muốn gặp tôi báo cáo tình hình cho anh không được thôi vậy thì lát nữa gặp tắt điện thoại bạo nha giang nói người này chính là anh long ba của thị trấn chúng tôi anh ta rất nổi tiếng trong giới xã hội đen đó nha người anh em này anh nếu đụng vào anh ba chắc chắn sẽ không có lời cho anh đâu đưa tôi đi gặp anh ta diệp vô phong biết đó chính là cấp trên của bạo nha giang bạo nha giang làm việc này chính là theo sự sai khiến của long ba được thôi nhưng đừng có trách tôi không nói trước cho anh biết, anh Long Ba cũng không phải là một người dễ chọc đâu. Hơn nữa, anh ta còn là thuộc hạ của Mộ Dung Đông đó anh có biết không? Đó chính là người của thế gia Mộ Dung đó. Bạo Nha Giang cố ý dọa Diệp Vô Phong. Tốt lắm, mau đưa tôi đi gặp, vì muốn nhanh chóng giải quyết tận gốc chuyện người quấy rối, Diệp Vô Phong quyết định đi theo Bạo Nha Giang đi tìm Long Ba. Long Ba dẫn theo 6 người anh em đến mấy thôn làng xung quanh làm chút công tác động viên, quả nhiên nghe nói đi cướp đoạt đồ ở công trường mà cảnh sát cũng không quản nên không ít người dân đã bị thuyết phục, đồng ý ngày hôm sau chắc chắn sẽ đến dọn sạch đồ mang về. Long Ba trở thành tên trùm ở các thôn làng, Bạo Nha Giang cũng trở thành một tên tiểu trùm của thôn Nguyên, sau khi mọi chuyện hoàn thành, Long Ba đồng ý với Bạo Nha Giang chia cho mỗi người dân một triệu rưỡi. Có tiền thưởng, lại còn được phân phát thì đám nông dân đó dù có lao vào lửa cũng chẳng có chuyện gì là không dám làm cả. Mã Vũ lái xe đến, đưa Diệp Vô Phong và Bạo Nha Giang đi thêm hơn 3 cây số nữa theo chỉ dẫn của Bạo Nha Giang tìm được đến chỗ ở của Long Ba ở bên trong thị trấn. Đó là một cái trang trại rất đặc biệt, trong đó còn có nuôi bốn con chó săn giống nước màu đen, đám người Diệp Vô Phong vừa bước vào đến sân mấy con chó đó đã sủa điên cuồng mãi không chịu dừng. Đừng sủa nữa, có khách đến, giọng nói của Long Ba vang lên, đám chó kia đúng là rất thông minh, ngay lập tức dừng không sủa nữa, lại còn phe phẩy cái đuôi lượn quanh người Long Ba bốn con chó này to như con nghé con vậy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy dường như đều sẽ bị dọa cho hết hồn. Anh ba, thằng nhóc này là người của bên công trường kia đó. Bạo Nha Giang vừa nhìn thấy Long Ba thì trong lòng đã không còn cảm thấy lo lắng nữa, ngay lập tức chạy về phía của Long Ba. Diệp vô phong bước một bước dài, đá một phát vào bắp chân của Bạo Nha Giang. Giang rác, cùng với tiếng xương gãy răng rắc, Bạo Nha Giang kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã rúi xuống mặt đất. Long Ba và năm người anh em bên cạnh anh ta nhờ ánh đèn có thể nhìn rõ ràng bên đùi phải của Bạo Nha Giang đã có một đoạn bị cong hẳn lên nhìn thật quái dị. Gãy chân rồi, một phát đá gãy chân của Bạo Nha Giang rồi. Sì, mấy người đám Long Ba tức giận hít một hơi thật sâu. Xông lên, lão quỷ kia dám vác xác đến đây dở trò ngang ngược, có phải là chán sống rồi phải không? Năm anh em Long Ba cầm theo ghế, chai rượu nhanh chóng chạy xông ra, vây quanh người Diệp Vô Phong mã vũ vẫn đang ngồi chờ ngoài xe để phòng trừ trường hợp chiếc xe bị bọn họ phá hỏng mất người tao muốn tìm là mộ dung đông long ba nếu mày thông minh ra thì hãy lập tức bảo đám người của mày dừng ngay cái hành động nhàm chán này lại đi diệp vô phong thấp giọng nói dù sao đi nữa thì anh vừa rồi đã ngang nhiên đá gãy chân của bạo nha giang rồi điều đó đã cho bọn họ thấy anh cũng chính là một người tàn nhẫn đến mức nào long ba hít một hơi sâu trong tay cầm chặt một cái ghế gỗ cơ mặt giật giật nói, anh bạn, anh là ai hả? Diệp vô phong nói, mày cũng không cần phải nói chuyện gần gũi như vậy làm gì, tao chỉ muốn giải quyết vào thẳng vấn đề luôn. Mày mau nói cho tao biết mộ dung đông đang ở đâu, tao sẽ tha cho bọn mày. <laughs> ha ha, Long Ba cảm thấy cực kỳ buồn cười, đây là địa bàn của Long Ba tao đó. Tao mặc mà kệ mày là ai, hôm nay, mày đừng hòng rời khỏi chỗ này. Nói tới đây, anh ta đột nhiên hét lớn, hổ tử, xông lên cho tao anh ta chỉ tay vào Diệp Vô Phong, bốn con chó săn màu đen giống nước cùng nhau đột nhiên gầm rú, xông về phía của Diệp Vô Phong. Đám người Long Ba xem ra cũng cảm thấy mặc dù người có trình độ võ thuật lợi hại cũng khó có thể đối phó với bốn con chó săn đó, chắc chắn sẽ bị cắn đến luống cuống cả tay chân. Cắn chết nó cho tao. Bạo Nha Giang vừa rồi bị đau đến mức sắp hôn mê nhưng khi nhìn thấy bốn con chó săn đang lao về phía Diệp Vô Phong thì trong lòng anh ta cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, Tên nhóc con này, đừng hòng kiêu ngạo được lâu nhé. Lúc bốn con chó săn màu đen đang tán loạn xông vào người Diệp Vô Phong, anh cũng từng bước lùi lại phía sau, hai chân bước những bước rất nhỏ, cảnh giác nhìn bốn con chó săn, trong lúc đó trong lòng anh lại tính toán chính xác khoảng cách giữa bốn con chó với anh. Con chó thứ nhất lao tới rồi, khi con chó săn này bay tới, cả cơ thể nó lao thẳng tới, hai chiếc răng nanh trong miệng nó nhe ra nhằm đúng vào cổ của Diệp Vô Phong. Diệp vô phong quát lớn, thế cho cẩu. Sau đó, đám người Long Ba được tận mắt rõ ràng chứng kiến cảnh Diệp vô phong đột nhiên xoay người một cái, hướng lưng về phía con chó, cùng với lực khi vặn mình, anh đá chân phải về phía sau. Thịch, một cú đá này đã hoàn toàn đạp chúng vào chính giữa bụng của con chó săn rồi. Sau đó, con chó thứ nhất ngay lập tức giống như là bị xe lửa đụng phải mà lao cả người lùi về sau. Tiếp đó Diệp vô phong di chuyển bước chân vòng vòng, vừa xoay vòng vòng được mấy bước lại dơ chân đá, móc hai chân. Chỉ với một cú đá này, Diệp vô phong từ sau lưng con chó đã dùng lực đòn ở một chân đập trúng đầu con chó, chân còn lại kia cũng giống như một cái roi vung trúng trên người con chó. Chân của Diệp vô phong vô cùng cứng rắn đã ghi chặt con chó nằm gục trên mặt đất đến mức không thể đứng lên được nữa. Cuối cùng thì vẫn còn hai con chó nữa, chúng vẫn liều lĩnh đồng thời lao lên phía trước. Diệp vô phong bất thình lình bật nhảy cả cơ thể bay lên cao đến hơn một mét, hai chân đạp trên không trung trong như hai bánh xe đáng xoay tròn dữ dội. Phịch, hai con chó săn cuối cùng đã bị Diệp vô phong dùng hai chân đạp chúng vào đầu rồi. Quảng, hai con chó săn đồng thời kêu lên thảm thiết một tiếng rồi ngã gục trên mặt đất, nằm im bất động. Audio điện tử võ tấn bền chương 291, gặp phải người nguy hiểm. Diệp vô phong lùi ra sau hai bước, lạnh lùng nhìn long ba mấy người chúng mày lập tức quỳ xuống nếu không sẽ có kết cục như bạo nha giang vù sáu người bên long ba tận mắt nhìn thấy diệp vô phong chỉ tung một chiêu đã dọn dẹp sạch sẽ bốn con chó lớn họ đều kinh ngạc không nói nên lời họ cũng là người đã luyện công phu tất nhiên đã từng thấy một ít cao thủ nhưng những cao thủ đó đều đánh nhau với con người nếu như phải đối mặt với bốn con chó lớn hung dữ sợ rằng sẽ bị cắn cho thê thảm nhưng Diệp vô phong giống như là một cái máy chiến đấu, lưu loát dẹp bay bốn con chó lớn, không nhận về bất kỳ thương tích nào. Công phu như này, lòng bà nghĩ, hẳn là mộ dung ngũ thường của gia tộc mộ dung cũng sẽ có trình độ như thế. Cho dù cả sáu người bọn họ cùng sông lên, cũng sẽ bị đánh cho thê thảm y như vậy. Nhận rõ được tình hình, ầm ầm vài tiếng, toàn bộ ghế đầu bị vứt đi. Long ba dẫn đầu, phịch phịch hai ba tiếng, quỳ trước mặt Diệp vô phong, xin ông tha mạng. Ông bảo con làm gì, tất cả đều dễ thương lượng." Diệp Vô Phong thản nhiên nói, lập tức ngừng ngay việc gây rối công trường, nếu như còn kẻ phá đám nào nữa, Long Ba, mày phụ trách bảo vệ công trường, mỗi tháng tao phát lương cho mày." A, à, toàn thân Long Ba run rẩy, "Vâng vâng vâng, thưa ông, bọn con không dám đi phá rối công trường nữa, ông chứ yên tâm đi." Nếu như dựa theo tính cách Long Ba trước kia, có người đánh chết bốn con chó yêu của anh ta anh ta nhất định sẽ phải bắt đền ít nhất hơn 300. Nhưng hôm nay, anh ta không cả dám có ý định đó trong đầu, chỉ cần đối phương tha cho anh ta, anh ta đã cảm thấy phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Sát khí tỏa ra từ người Diệp vô phong, quả thực quá mức đáng sợ. Sợ đến mất gan mất mật. Bốn anh em Long Ba, quỳ sau Long Ba, cũng đang nơm nớp lo sợ, đến cả nói cũng không nói được gì. Tốt lắm, Long Ba, tao tin mày lần này. Nhưng mà, mày bắt buộc phải dẫn tao đi gặp mộ dung đông diệp vô phong lạnh lùng nói a à, ông à mộ dung đông thật sự không nên chọc nào đâu chỗ người đó có mười mấy vệ sĩ vô cùng lợi hại ông tuyệt đối không thể đi long ba luống cuống bày tỏ ý tốt với diệp vô phong thậm chí bỏ lên ôm chân diệp vô phong mà đúng lúc này lòng ba đột nhiên đâm thẳng đầu vào ngực diệp vô phong đồng thời hét lớn anh em lên cho anh long ba quá xem nhẹ diệp vô phong rồi mặc dù anh ta ôm chân trái Diệp Vô Phong, nhưng cơ thể Diệp Vô Phong chỉ cần xoay một cái là có thể khiến Long Ba nằm sấp trên đất, bốp bốp bốp, vài cái tát hạ xuống, thằng khốn. Lại dở trò khôn vật với tao. Năm anh em Long Ba sau khi nghe thấy lời kêu gọi của Long Ba, vốn dĩ đã chuẩn bị xông lên đánh nhau, kết quả sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thương của Long Ba, cả năm người tức thì sợ hãi, họ rụt người như cũ, không dám động đậy. Diệp vô phong túm cổ Long Ba, dùng lực nhấc lên, Long Ba, mày đây là muốn chết hay là muốn sống? Khi Diệp vô phòng hỏi câu này, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực. Sống, ông, Long Ba muốn sống, ông phải tha cho cái mạng nhỏ này của con. Long Ba một phút hồ đồ, thật sự là một phút hồ đồ. Long Ba cuống quyết giải thích. Diệp vô phong không hề lưu tình, tiếp tục tát thêm vài cái lên mặt anh ta, dở trò khôn vật như này, nếu muốn lật kèo, căn bản không có khả năng. Long Ba, đầu óc mày có phải có vấn đề không? long ba cầu xin không dứt vâng 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 ông đầu long ba quả thật có vấn đề diệp vô phong nói cho dù tao nhắm mắt cái loại người như chúng mày ấy mấy chục thằng cùng nhau xông lên tao cũng đo ván được như thường đây thật sự không phải là chém gió cho dù diệp vô phong đánh vớ đánh vẩn cũng có thể đánh cho mấy người này kêu cha gọi mẹ long ba luôn mồm đồng ý diệp vô phong kéo anh ta ra khỏi vườn như kéo cho chết vứt anh ta lên xe đi Mã Vũ không nói một lời, trực tiếp lái xe đi. Năm anh em Long Ba nhìn thấy chiếc xe ô tô nhanh chóng rời đi, không nhịn được phải thảo luận. "Anh, mấy người nhìn rõ biển số xe chưa?" "Không thấy, tối như thế, ai nhìn rõ được?" "Sao bây giờ, hay là báo cáo với anh Mộ Dung Đông một tiếng?" "Báo cáo? Báo cáo thế nào? Nói là anh Ba dẫn người xấu đi tìm anh ta rồi." "Đúng thế, đúng là phải báo cáo như vậy." mấy người chúng ta nhất định không chiếm được đâu. Đúng, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Còn làm sao nữa, anh ba bị người ta bắt đi rồi, chúng ta cũng không cứu được anh ấy đâu. Lúc này Bạo Nha Giang đột nhiên nói, tôi cảm thấy, người bắt anh ba đi quá lợi hại. Vậy nên, chúng ta vẫn là đi trị thương trước đi. Anh ta cười nịnh hót với mấy người kia, mấy người các anh à, phiền các anh đỡ tôi và đưa tôi đến bệnh viện được không? thực ra long ba cũng đang lo lắng nhớ đâu anh em của mình nói ra bí mật diệp vô phong nhất định sẽ không tha cho anh ta thậm chí anh ta thậm chí còn không muốn đưa diệp vô phong đi tìm mộ dung đông nhưng anh ta còn lựa chọn nào khác sao diệp vô phong để anh ta gọi điện thoại anh ta nào dám không gọi xác định được vị trí mộ dung đông long ba thầm cầu nguyện ông đông à tốt nhất là anh tạm thời đi đâu đó có việc đi nếu không tôi làm sao để giải thích với anh đây Tất nhiên, cầu nguyện của anh ta căn bản là không làm nên chuyện gì. Đây là chỗ Kim ốc tàng kiều của Mộ Dung Đông sao? Diệp Vô Phong nhìn tiểu viện, lại lạnh lùng nhìn Long Ba. "Vâng vâng vâng, ông, con nào dám nói dối. Đây nhất định là chỗ ở của Mộ Dung Đông." Long Ba luôn mồm trả lời. "Rồi, anh trông chừng tên này." Diệp Vô Phong ra hiệu với Mã Vũ, "Tôi đi vào một lát." Mã Vũ gật đầu, "Được." Khi Diệp Vô Phong đến trước cửa tiểu viện, nhìn thấy bốn vệ sĩ đang chơi đấu địa chủ trong phòng bảo vệ khi anh chuẩn bị xông vào lại bị một vệ sĩ phát hiện đứng lại làm gì thế giữa đêm hôm xông loạn lên làm gì diệp vô phong tươi cười đi vào phòng bảo vệ tôi đến tìm mộ dung đông a à, tìm cậu đông có hẹn trước không anh là ai thế có đăng ký không cho dù khi diệp vô phong gọi thẳng tên mộ dung đông nhưng cảnh giác của vệ sĩ vẫn là rất cao Diệp Vô Phong tát một cái lên mặt vệ sĩ kia, "Tao muốn tìm mộ Dung Đông, lắm lời như thế làm gì?" Vệ sĩ bị đánh cho ngẩn người, ba vệ sĩ còn lại cũng giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, không biết anh là loại người gì. "Cái người này, anh vẫn chưa báo tên đấy, sao tôi biết được anh là ai chứ? Phiền anh nói rõ cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu Đông, như thế là được chứ gì?" Các vệ sĩ đã thấy rất nhiều cậu ấm kiêu ngạo, bởi vậy Hành động thô lỗ này của Diệp Vô Phong lại khiến họ lập tức mềm dẻo. Mặt đau rát, nhưng cũng không làm sao, nhớ đầu đắc tội ai đó quyền cao chức trọng, không chừng đến bát cơm ăn còn không giữ nổi, sợ rằng vợ con đều sẽ bị liên lụy. Diệp Vô Phong nói, "Không được, tao phải vào ngay lập tức, tao tìm Mộ Dung Đông có việc quan trọng." "A, à, cậu Đông đang ở phòng cuối cùng phía Đông trên tầng 2." Vệ sĩ kia không biết tại sao lại giải thích vô cùng cặn kẽ. "Biết rồi." Cảm ơn, Diệp Vô Phong đá một cước vào ngực vệ sĩ đó, vệ sĩ đó ngã ra sau, lập tức mất mạng. Khi những người còn lại chuẩn bị xông lên, Diệp Vô Phong đã xông vào, một quyền hạ một người, giải quyết dễ dàng. Chương 292, không thiếu chuyện lạ. Đối với chuyện mộ Dung Đông tùy ý phá hỏng mọi chuyện, Diệp Vô Phong căn bản là không tính để cho gã có con đường sống. Vì vậy, trực tiếp giết chết, sau đó lặng yên biến mất trong màn đêm. Đi thôi. Diệp Vô Phong lên xe, thuận miệng nói. Mã Vũ lập tức khởi động xe, Long Tam nghẹn 3 phút mới ngập ngừng nói, "Ông ơi, Đông thiếu anh ấy thế nào rồi ạ?" À? Anh ta cảm thấy, từ lúc Diệp Vô Phong đi vào đến lúc đi ra không quá 10 phút, hiển nhiên là không tiến hành bàn bạc thương lượng các loại cái gì cả. "Chết rồi." Diệp Vô Phong nói một câu đơn giản. Long Tam bị dọa cho líu lưỡi, không dám nói nữa, đầu quả tim không ngừng run rẩy. Diệp Vô Phong đưa Long Tam về chỗ ở tùy tiện đá xuống xe, tuy Long Tam bị ngã rất đau nhưng lại không dám có một chút ý kiến nào cả. Hơn nữa, sau khi Long Tam về chỗ ở của mình, lập tức an táng cho bốn con chó của mình, sau đó trịnh trọng dặn dò mấy người anh em của anh ta, các anh em, bây giờ chúng ta nhất định phải nhìn rõ tình thế. Nếu không thì không biết là sẽ chết như thế nào đâu. Dòng họ mộ dung quả thực mạnh, nhưng, ông nội này càng mạnh, có thể tùy tiện ra tay giết người, hơn nữa một khi giết là hơn chục người. Anh Tam, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta có thể không nghe theo sự sắp xếp của Đông thiếu? Đông thiếu? Ha ha, sau này không cần nghe theo sự sắp xếp của gã nữa. Bởi vì gã đã chết rồi. Lúc Long Tam nói ra câu nói này, trong lòng anh ta rất phức tạp. Nếu như anh ta chủ đạo việc gây rối ở công trường thì sợ rằng lúc này anh ta cũng là một cỗ thi thể rồi. Tất cả cùng đi ra ngoài cho khuây khỏa đi, đừng ở trong nhà nữa, nguy hiểm lắm. Long Tam vứt câu nói lại đi dọn dẹp một chút rồi rời khỏi nhà của mình, đi thẳng đến bệnh viện Bạo Nha Giang ở. Anh Tam, mời anh ngồi. Bạo Nha Giang vội vàng đẩy người phụ nữ bên cạnh mình ra, đón tiếp Long Tam. Long Tam trầm mặt nói, Bạo Nha Giang, bắt đầu từ ngày hôm nay, tên nhóc nhà cậu phụ trách bảo vệ công trường bên này, ai dám đến gây rối thì đập hết. "Hả?" Bạo Nha Giang giật mình, "Anh Tam, vết thương của em vẫn còn chưa lành đâu." Long Tam nói, được thôi, nếu như cậu không làm thì tôi sẽ phái người khác đi. Em làm, đương nhiên là làm rồi. Xuất viện, Bạo Nha Giang lập tức đồng ý, gãy chân thì sao chứ? Dù sao thì cũng đã bó thạch cao rồi, ra viện dưỡng đi. Cho nên, ngày hôm sau, trên đường cách thôn Nguyên Ba giảm thông đến công trường có thể nhìn thấy Bạo Nha Giang ngồi xe lăn, chân phải bị quấn băng vải khắp chân, trong tay còn dơ hai cái gậy hợp kim nhôm, anh Bạo Nha, anh bị sao thế? mới được một đêm đã từ gà mẹ biến thành vịt rồi hà cút đi ông đây nguyện ý thì làm sao mấy người chỉ cần nghe theo lệnh của tôi là được về nhà nhanh đem mấy đồ lấy về đưa về đấy nhanh xa xa có thể nhìn thấy bóng hình của diệp vô phong trên công trường bạo nha giang bị dọa cho đẩy xe lăn ra xa chút anh ta không dám chọc ông nội này nữa long tam châu bò không còn không phải vẫn bị anh chỉnh cho ngoan ngoãn lại sao hơn nữa còn nghe nói tối hôm qua ông nội này còn giết luôn cả mộ dung đông. Không biết là thật hay giả, nói chung là đợi cảnh sát thông báo là biết rồi. Thật ra, anh ta không cần nghe thông báo của cảnh sát, bởi vì nhóm bạn bè xung quanh vài cái thôn, nhanh thôi sẽ chuyển chuyện này đi, mộ dung đông và vệ sĩ của gã, tổng cộng có 16 người, bị giết ở ngay vườn nhà của mình. Nghi là báo thù. Lúc thấy tin tức này, bạo nha giang đơ một lúc lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chẳng trách hôm qua Long Tam bị dọa thành như thế, thì ra là thế. Ê, mấy người đứng lại cho tôi, sao lại đi công trường rồi, đều quay lại cho tôi. Nghe tôi nói, trong lúc ngẩn ngơ, lại có mấy người nông dân đi về phía công trường, bạo nha giang bị dọa cho suýt chút nữa đái ra quần, lập tức to tiếng quát bọn họ quay lại. Anh Diệp, chúng tôi hỏi thăm được vị trí của giám đốc tạ rồi, nhưng ông ta căn bản không gặp chúng tôi. Điện thoại thì không gọi được, bây giờ phải làm sao? giọng nói của tiêu sắc nghe có vẻ rất sốt ruột cứng không phải là cách hay chọc giận tạ đông sơn sợ là nguồn cung cấp xi măng của chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn tạ đông sơn tiêu sắc cô đừng lo lắng tôi đến ngay diệp vô phong tự mình lái một chiếc xe bình thường đến địa điểm mà tiêu sắc đã nói thì ra là một quán trà trên tấm biển mạ vàng quán trà thanh giật anh diệp anh đến là tốt rồi tiêu sắc bước nhanh đến đón tiếp bây giờ phải làm sao đây bất giác Diệp Vô Phong đã trở thành chỗ dựa của cô ta. Bất luận là gặp gặp khó khăn gì, chỉ cần lúc cô ta cảm thấy hết cách thì cô ta sẽ nghĩ đến anh đầu tiên. Diệp Vô Phong lại không có dáng vẻ lo lắng chút nào, ngẩng đầu nhìn tấm biển của quán trà thanh giật, mỉm cười nói ông tạ Đông Sơn này khá là có nhã hứng đó. Đúng rồi, khách của ông ta là ai? Tiêu sắc nói, chúng tôi đã điều tra qua, vừa mới sáng sớm mộ dung lễ đã đến quán trà thanh giật, có vẻ như là mộ Dung Lễ đang mời Tạ Đông Sơn uống trà. Ồ, ở Hoa An, Tạ Đông Sơn có địa vị như thế nào? Diệp Vô Phong lại quay về xe ngồi, Tiêu Sắc vội vàng ngồi vào ghế phụ lái. Tạ Đông Sơn là người phụ trách bộ phận tiêu thụ của Hoa An ở khu vực Hoa Hải, công ty Hoa An có chi nhánh ở toàn quốc, chủ tịch là An Văn Hưng, là một người thần bí. Trước mắt giám đốc của Hoa An là Lý Minh Đường, trong giới kiến trúc cũng rất nổi tiếng. An Văn Hưng tập đoàn Hoa An, Diệp vô phong lẩm bẩm sau đó cầm điện thoại lướt lướt. Anh Diệp, chúng ta nhất định phải nghĩ cách bàn bạc với tạ Đông Sơn, bây giờ tên này cực kỳ ngạo mạn, nếu như không giành được ông ta, chúng ta căn bản sẽ không có xi măng để dùng. Tiêu sắc gấp đến mức liên tục trà sát tay, đôi mắt to nhìn chầm chầm nửa mặt của Diệp vô phong, trong lòng lại phun ra hai chữ, đẹp trai. Diệp vô phong lướt điện thoại một hồi, sau đó nhắm mắt ngả lưng lên ghế lái, không sao, nghỉ ngơi một lúc rồi lại nói tiếp. Nghỉ một lúc, anh Diệp, Tiêu Sắc muốn nói tiếp nhưng thấy Diệp Vô Phong nhắm mắt, cô ta chỉ có thể nhịn lời nói vào trong lòng. Yên tâm đi, đợi chút nữa, Tạ Đông Sơn sẽ ra đây cầu xin cô, cô đừng mềm lòng quá nha. Mắt Diệp Vô Phong quét Tiêu Sắc đang lo lắng một lượt. Anh Diệp, anh đùa gì thế? Tên Tạ Đông Sơn này rất ngạo mạn, sao có thể ra đây cầu xin tôi chứ? Tiêu Sắc khó có thể tin được. Diệp vô phong mỉm cười nói, thế giới rộng lớn như thế, không thiếu những chuyện lạ. Có lẽ đầu của tạ Đông Sơn bị hỏng, điên điên rồ rồ ra đây cầu xin cô tha cho ông ta. Tiêu sắc nói, anh Diệp, tôi biết năng lực của anh lớn, nhưng anh cũng không cần đùa với tôi như vậy được không? Diệp vô phong bình tĩnh nói, vậy thì cứ từ từ đợi đi, có lẽ đùa thành thật thì sao? Trong một gian phòng nào đó của quán trà thanh giật, tạ Đông Sơn lớn tiếng nói, tam gia. Anh yên tâm, xi măng cung ứng của khu vực Hoa Hải, tạ Đông Sơn nói là được. Tôi bảo đảm với anh, công ty Hoa Cường muốn có xi măng. Một túi cũng không có. Ha ha. Mộ Dung Lễ ngồi đối diện, còn chưa biết tin tức con trai Mộ Dung Đông đã chết. Ông ta mỉm cười đẩy một tấm thẻ ngân hàng sang, giám đốc tạ, trong này có 3 tỷ, ông cứ cầm trước. Chỉ cần thời hạn công trình của công ty Hoa Cường chậm trễ thì tôi sẽ đưa ông thêm 3 tỷ nữa làm phí thiệt hại. chương 293, sao hạ trúc giang. Ơ, ờ, vì Tạ Đông Sơn đã nhận chi phiếu, ông ta lắc đầu cười hưởng, nếu không phải là vì cung cấp xi măng cho công ty Hoa Cường, tổn thất của Hoa An chúng tôi cũng không phải chỉ có một chút như thế. Mộ Dung Lễ cười nhạt, đó là thiệt hại của tổng công ty Hoa An, cũng không phải là tổn thất của một mình Tạ Đông Sơn ông. Mặc dù Hoa An có thể kiếm được mấy tỷ, nhưng có thể đưa cho Tạ Đông Sơn ông được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là không nổi 300 triệu. Tạ Đông Sơn ha ha cười, được rồi, Tam thiếu ông trưởng nghĩa, nào, uống trà đi. Nào ngờ ông ta vừa mới nâng ly trà lên thì di động rung chuông, ông ta vừa thấy tên thì liền hoảng sợ, giám đốc lý. Ông ta vội vàng mở điện thoại lên nghe, đứng bật dậy như đứa cháu trai, xin chào, giám đốc lý, tôi là tạ Đông Sơn. Sóng Lý Minh Đường vô cùng tức giận, tạ Đông Sơn. Cậu ở khu Hoa Hải làm việc không tận tâm, tôi chuẩn bị trình lên ban giám đốc yêu cầu khai trừ cậu. Đúng rồi, Tôi sẽ suy xét lại việc bổ nhiệm người phụ trách ở khu Hoa Hải. Ơ, ờ, giám đốc Lý, anh đừng làm thế mà. Tôi làm sao có thể làm việc không tận tâm chứ? Công tác khai triển phía dưới rất tốt mà. Lý tổng, anh cũng không thể tin vào lời đồn được. Giọt mồ hôi to như hạt đậu của Tạ Đông Sơn lập tức rơi xuống. Diệp Vô Phong bên này thì gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm, đợi lát nữa nếu Tạ Đông Sơn gọi điện thoại tới, cho dù là chuyện gì em cũng phải từ chối ông ta đấy. Hả? Ông ta sẽ gọi điện thoại cho em, chúng ta đang cần xi măng bên phía ông ta cung cấp, làm sao mà em từ chối được? Lâm thư âm khó hiểu. Diệp vô phong nói, người như ông ta, phải giáo huấn thật tốt thì ông ta mới có thể thành thành thật thật mà làm việc, em cứ nghe theo anh là được. Được, Lâm thư âm đáp lời. Tạ Đông Sơn mồ hôi rơi như mưa, liên mồm nói đồng ý, cuối cùng thì Lý Tổng Cúc Máy, Tạ Đông Sơn ngã xuống trên ghế dựa, trời ạ. À. Tôi chỉ không cung cấp xi măng cho công ty Hoa Cường, sao lại náo động đến tận chỗ của Lý tổng thế chứ? Thế phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Lễ dán mắt vào gã ta, Tạ Đông Sơn, ông cũng không thể lật lọng được. Tạ Đông Sơn lấy chi phiếu ra, vô cùng xấu hổ nói, "Tam thiếu, thật sự xin lỗi, chuyện này ở trên công ty đã biết, bây giờ tôi ngay cả chức vụ cũng khó mà giữ được. Tôi cũng không có biện pháp, chỉ có thể lập tức cung cấp xi măng cho bên công ty Hoa Cường." Cái gì? tạ đông sơn chẳng lẽ ông định chơi bẩn đấy à không thể lại tiếp tục cung cấp xi măng cho bọn họ được mộ dung lễ nóng này ông có tin là nếu cậu cung cấp lại cho bên bọn họ tôi sẽ không tha cho ông không tạ đông sơn khóc mếu tam thiếu tôi biết ông đại nhân đại lược nhưng mà nếu tôi không tiếp tục cung cấp cho bọn họ sẽ có người được bổ nhiệm thay thế tôi thế thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp xi măng cho công ty hoa cường thôi dù sao ông đã cầm tiền của tôi rồi nếu ông không làm được việc hừ, ông suy nghĩ cho kỹ. Mộ dung lễ xoay người ra khỏi phòng, dầm một tiếng, đóng cửa phòng lại. Mau nhìn kìa, mộ dung lễ ra rồi. Lúc tiêu sắc nhìn thấy mộ dung lễ thì có chút buồn bực, sao ông ta trông tức giận thế nhỉ? Diệp vô phong chớp chớp mắt, có khi là ông ta mót quá đấy. Cười ẻ, tiêu sắc bị anh chọc cười, Diệp tiên sinh, anh thế mà cũng nghĩ ra được. Sau một lát, tạ đông sơn đầu đầy mồ hôi vội chạy ra, nhìn trái nhìn phải như đang tìm ai đó. Chúng ta xuống thôi, nhất định là ông ta đang tìm chúng ta đấy." Diệp Vô Phong đẩy cửa xe ra đi xuống dưới. "Giám đốc ta ông đang tìm ai đấy à?" Khuôn mặt Tiêu Sắc tươi cười chào, nhanh chân đi về phía ông ta. "A, à, Giám đốc Tiêu, cô còn ở đây à? Tốt quá rồi, Hoa An chúng tôi quyết định tiếp tục cung cấp xi măng cho bên công ty Hoa Cường các cô rồi. Hơn nữa số lượng cũng đầy đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." cam đoan sử dụng tốt các dự án kiến thiết lại cảng, cũng là vì công cuộc cống hiến cho sự phát triển của Hoa Hải." Tạ Đông Sơn bày vẻ mặt nịnh nọt. "Ơ, ờ, Tiêu Sắc không thích ứng nổi với thái độ như tắc kè hoa của ông ta, không nhịn được nước về phía Diệp Vô Phong một cái. Người phía sau lập tức nháy mắt lại, ý là đừng đồng ý với ông ta. Đầu óc Tiêu Sắc cũng chuyển rất nhanh, lập tức kéo cánh tay Diệp Vô Phong nói: "Tạ tổng, tôi với Diệp tiên sinh định đi uống trà, không tiện nói chuyện công việc." Ơ, ờ, tiêu tổng cô hãy nghe tôi nói đã tôi vừa gọi cho lâm tổng của các cô cô ấy nói cô đang ở quán trà cô đi uống trà muộn một chút cũng có sao đâu giọng tạ đông sơn gần như cầu xin muộn một chút khó mà được diệp tiên sinh không thể chờ chúng ta được tiêu sắc cho diệp vô phong một ánh mắt tiếp tục kéo diệp vô phong đi về phía quán trà phịch tạ đông sơn trực tiếp quỳ xuống giám đốc tiêu xin cô bàn chuyện công việc với tôi một lát thôi tôi cầu xin cô này tiêu sắc có thế nào cũng không nghĩ đến tạ đông sơn sẽ thật sự quỳ xuống cô ta kinh ngạc nhìn diệp vô phong vội vàng xoay người giám đốc tạ ông đừng như vậy mau đứng lên đi tạ đông sơn có thể không gấp sao vừa rồi giám đốc lý nói với ông ta trong vòng nửa tiếng mà không thể tiếp tục hợp tác để cung cấp xi măng cho công ty hoa cường thì sẽ lập tức khai trừ tạ đông sơn đổi một người phụ trách khác phụ trách khu hoa hải nếu tiêu sắc không bàn chuyện công việc với ông ta ông ta sẽ lập tức thất nghiệp bát cơm này cũng không phải quý giá bình thường đâu, hàng năm đều có thu nhập hơn 3 tỷ. Vì thu nhập hơn 3 tỷ, một cái quỷ gối của tạ Đông Sơn cũng đáng. Diệp vô phong lại ngăn tiêu sắc, đỡ ông làm gì? Nếu không có tạ Đông Sơn, còn có thể có vương Đông Sơn, trương Đông Sơn, đến lúc đó, hạng mục của chúng ta vẫn tiến hành bình thường. Không cần để ý đến loại tiểu nhân này. Tiêu sắc nhếch môi, vậy, giám đốc tạ, ngại quá, Diệp tiên sinh nói thì tôi phải nghe. À, Diệp Tiên Sinh, tạ Đông Sơn khóc đến mức mặt mũi lem nhem, vội đi về phía Diệp Vô Phong, dập đầu một lần lại một lần, Diệp Tiên Sinh, cậu tha cho tôi một lần đi mà, để tôi tiếp tục cung cấp xi măng cho Hoa Cường. Tiêu sắc chưa từng thấy qua trường hợp như thế, tên tạ Đông Sơn này uống lộn thuốc à. Lúc trước thì vinh váo hống hách, căn bản không thèm để ý tới Hoa Cường bọn họ à. Bây giờ sao lại lật mặt nhanh thế? Diệp Vô Phong nói, nếu ông đồng ý hai điều kiện của tôi thì ông có thể tiếp tục cung cấp xi măng. Anh cố ý hướng về phía tiêu sắc làm động tác gõ mõ, ý là muốn lừa người. Được được, tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý. Tạ Đông Sơn đã không còn đường lui, chỉ có thể liên mồm đồng ý. Diệp Vô Phong nói, thứ nhất, ông tự vả mặt mình 50 cái, bây giờ bắt đầu. Thứ hai, tất cả xi măng cung cấp cho Hoa Cường mỗi bao so với giá xi măng trung bình trong thành phố đều phải rẻ hơn 1%. Hả, Tạ Đông Sơn bắt đầu tự vả mặt mình, nhưng khi nghe thấy giá phải rẻ hơn một phần trăm, cũng không khỏi sửng sốt, vội nói, Diệp tiên sinh, cái này không được đâu. Nếu là như thế, tôi không có cách bàn giao với tổng công ty. Trong lúc ông ta nói chuyện, trên tay vẫn không ngừng tự vả mặt. Tiêu sắc càng thêm nghi hoặc, đầu óc tạ tổng có vấn đề à? Diệp vô phong lôi tiêu sắc đi, nếu giám đốc tạ không đồng ý thì chúng ta đi thôi, đi uống trà. Tôi đồng ý, Vẻ mặt Tạ Đông Sơn lộ vẻ đau lòng sâu sắc, vẫn tiếp tục tự vả mặt, tôi đồng ý. Tất cả xi măng, cho dù là loại nào thì toàn bộ đều sẽ giảm 1%. Thịt đau, gan đau, lại thêm lòng đau, 1% cũng không phải là con số nhỏ, ít nhất cũng khiến Hoa An phải chịu thiệt hơn 33 tỷ. Đương nhiên, Tạ Đông Sơn cũng không phải không có cách nào, chỉ là sẽ phải chịu bị phê bình thôi. Chương 294, đầu óc ngu rốt. Vậy thì tốt cô đi ký hợp đồng với tổng giám đốc tiêu đi. Diệp vô phòng vẫy tay, đừng quạt, chung quanh nhiều người như vậy, không hay lắm. Thật sự, lúc này chung quanh đã có 50, 60 người vây quanh nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Tạ Đông Sơn tranh thủ thời gian đứng lên, không để ý hình tượng sưng mặt sưng mũi của mình đã quấn lấy tiêu sắc để ký hợp đồng. Cuối cùng, trong vòng 25 phút, Tạ Đông Sơn ký xong hợp đồng với Hoa Công ty Hoa Cường, bèn lập tức báo cáo với Giám đốc Lý, sau khi giám đốc lý nghe anh ta báo cáo cũng không có đưa ra dị nghị nào đã đồng ý không loại bỏ tạ đông sơn cuối cùng tạ đông sơn có thể thả lỏng nhưng làm sao anh ta cũng nghĩ không ra một mặt sao giám đốc lý sẽ biết tình huống của hỏa hải bên này chứ chẳng lẽ là có người báo cáo với giám đốc lý xem ra bên người còn có nội ứng đây về mặt khác cho dù giám đốc lý biết tình huống này cũng không nên cưỡng ép mình hợp tác với hoa cường chẳng lẽ giám đốc Lý có quan hệ đặc biệt với người phụ trách của Hoa Cường? Một người phụ trách khác của công ty cung ứng vật liệu thép Hoa Cường là trưởng phòng tiêu thụ, tên là Khiếu Điêu Kiếm, người này là bạn học thời đại học của Mộ Dung Lễ, một cuộc điện thoại của Mộ Dung Lễ, đương nhiên ông ta sẽ làm theo. Dù sao, Khiếu Điêu Kiếm được lên chức, cũng có công lao rất lớn của nhà họ Mộ Dung. Bình thường Mộ Dung Lễ cũng cấu kết với ông ta, đầu cơ trục lợi rất nhiều vật liệu thép, từ đó kiếm lợi nhuận phi pháp. Mà tập đoàn Hoa Cương thì là tập đoàn của nhà nước, không phải là xí nghiệp của nhận dân. Diệp vô phong bảo tiêu sắc nghĩ mọi cách, tra rõ các mặt của khiếu điêu kiếm, phải điều tra rõ về ông ta từ chuyện trộm dê bắt chó. Đồng thời, Diệp vô phong cũng sử dụng lực lượng tình báo của Long Môn, không chỉ điều tra rõ ràng tình trạng của Hoa Cương, còn lấy được một chút tin tức liên quan tới khiếu điêu kiếm. Wow, vị điêu kiếm này lại còn kinh doanh bất động sản nữa. Tên bất động sản, ở kinh tân tô hàng sau khắp nơi đều có. Tổng cộng 108 căn, trời ơi, Diệp vô phong nhìn những chữ số này thì cảm thán không thôi. Sao kinh tân tô hàng, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tô Châu, Hàng Châu? Anh lập tức dùng lực lượng bí mật ở Tô Châu và thủ đô, đi điều tra về mấy căn nhà kia. Đồng thời, bảo tiêu sắc tìm người đi điều tra mấy chỗ bất động sản của khiếu điêu kiếm ở Hỏa Hải, thăm dò tình huống cụ thể. Đây là một người mẫu thời trang, Võ Tiểu Lan, nữ, 27 tuổi, 5 năm trước quen biết với khiếu điêu kiếm, sau đó được khiếu điêu kiếm bao nuôi, khiếu điêu kiếm mua cho cô ta một căn nhà ở trong thành phố Hỏa Hải, tốn hơn 600 triệu. Đây là một nữ y tá, tưởng vân, nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hoa Hải, 3 năm trước đây quen biết khiếu điêu kiếm cũng được bao nuôi, phòng cô ta ở, giá trị hơn 30 tỷ. Đây là một vị viên chức của Hoa Cương, đúng, vẫn đang là phó khoa, gọi Lưu Vũ, nữ, 33 tuổi, có chồng và một đứa con trai, cũng có tay chân trong đám điêu kiếm, còn thay khiếu điêu kiếm quản lý chút thu nhập phạm pháp. Diệp Vô Phong vung tay, "Được rồi, đừng giới thiệu nữa. Chúng ta lập tức đi chăm sóc vị trưởng phòng điêu kiếm." Tiêu Sắc thở dài nói, "Trong vòng bạn bè của ông ta có, danh sưng điêu kiếm ba." "Điêu kiếm ba?" Diệp Vô Phong có chút khó hiểu. "Chính là nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều gái." Tiêu Sắc giải thích. "Ha, diệp vô phong bật cười xì si, trưởng phòng tiêu thụ của xí nghiệp nhà nước nếu như chỉ dựa vào tiền lương thu nhập mà muốn mua được một căn nhà ở hòa hải chỉ sợ cả đời cũng còn nợ không phải sao hết lần này tới lần khác người ta còn có trên trăm căn nhà tôi thật bội phục con chuột bự này đến cùng sao mà làm được tiêu sắc cũng cảm thán không thôi diệp vô phong thở dài khó trách mỗi năm xí nghiệp của nhà nước lại bị hao tổn chẳng phải vì bên trong có đám quan chức sâu mọt này sao tiêu sắc gật đầu, đúng vậy, xí nghiệp nhà nước nuôi quá nhiều những con sâu mọt như vậy, mới có thể dẫn đến hiệu suất thấp, quản lý lạc hậu, thùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là lỗ thủng, không tổn hại mới là lạ. Như thế này, vậy chúng ta nên, Diệp vô phong dặn dò. Được, cứ làm như thế, tiêu sắc lập tức phấn chấn hơn gấp bội, quả nhiên ngài Diệp có nhiều cách. Khiếu điêu kiếm đang đi shopping với cô gái y tá tên Tưởng Vân, đột nhiên nhận được điện thoại của tiêu sắc ông ta đi vào chỗ hẻo lánh nghe, alo. Ai vậy? Tiêu sắc nắm cuống họng, dùng giọng ỏn ẻn làm cho người khác nổi ra gà nói, ôi, trưởng phòng điêu kiếm, ông không biết tôi sao. Tôi chính là tiêu sắc của công ty Hoa Cương nha, đêm nay người ta đã đặt xong chỗ rồi, chỉ còn chờ ông đến thôi. Ồ, ở đâu? Khiếu điêu kiếm thật sự đã gặp qua tiêu sắc, mà lại còn kiên quyết từ chối tiêu sắc, tuyệt đối không đồng ý công ty Hoa Cương cung ứng một tấn vật liệu thép hiện tại tiêu sắc lại bày ra việc này, rõ ràng là muốn, mở, mà. Khiếu điêu kiếm nhớ tới tiêu sắc lạnh lùng xinh đẹp, tâm tình trở nên nhộn nhạo, có chút vội vàng. Ngay tại phòng như thiên số 2 của khách sạn Mỹ Thụ Loan, người ta đã chuẩn bị tiệc rượu để chờ ngài trưởng phòng điêu kiếm đến đây dự tiệc. Tiếng tiêu sắc mềm nhu, nghe có chút giận rợn, đến ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy giọng mình dính như keo. Được, tôi sẽ tới ngay. Khiếu điêu kiếm vội vã không nhịn nổi, vội vàng nói tạm biệt với tưởng vân, nói là bỗng nhiên đơn vị có việc gấp, sau đó một mình lái xe đến Mỹ Thụ Loan. Phòng chữ thiên số 2 là phải đặt trước, khiếu điêu kiếm rất quen thuộc với khách sạn cao cấp như Mỹ Thụ Loan, sau khi đến bèn đi thẳng đến phòng rồi đẩy cửa. Nhưng đột nhiên ông ta cảm thấy, có một người xuất hiện ở sau cửa, vừa lúc ngăn chặn cửa phòng. Trưởng phòng điêu kiếm, hoan nghênh hoan nghênh, Diệp vô phong ngồi trên điếu ngư đài, căn bản là không có đứng lên, mỉm cười nhìn khiếu điêu kiếm. Tiêu sắc, cô đây là có chuyện gì? Đây là muốn làm gì? Cô không muốn dùng vật liệu của hoa cường chúng ta đúng không? Khiếu điêu kiếm trầm mặt xuống, giận dữ nói với tiêu sắc bên cạnh Diệp vô phong. Ôi trời ơi, trưởng phòng điêu kiếm, đừng có nóng mà, mời ngồi đi. Tiêu sắc chỉ dùng tay ra hiệu về chỗ ngồi phía đối diện. Khiếu điêu kiếm quay đầu nhìn thoáng qua tiết phi đang chặn cửa phòng, rồi đến ngồi đối diện với diệp vô phong và tiêu sắc đến cùng các anh làm trò gì nói đi ông ta âm thầm cắn răng không vui nhìn chằm chằm tiêu sắc trong lòng thầm nghĩ dẫn ông ta đến đây lại còn bày ra chiến trận này cô gái này muốn làm gì vậy làm ông mày không vui vẻ thì công ty hoa cường của các cô đừng mơ vật liệu thép diệp vô phong lạnh nhạt nói trưởng phòng điêu kiếm chạy từ xa đến uống trà trước đi chúng ta không vội khiếu điêu kiếm nói anh là ai diệp vô phong chủ tịch công ty hoa cường đến cùng anh muốn gì khiếu điêu kiếm chắc chắn cười diệp vô phong vô cùng tiếc nuối nói ai trưởng phòng điêu kiếm lúc đầu tôi cũng rất quen thuộc trong giới định đưa cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi cho trưởng phòng điêu kiếm đồng thời còn muốn chiều hứng của trưởng phòng điêu kiếm một chút trong lòng khiếu điêu kiếm mừng thầm ừ cái này còn tạm được đúng là chất lượng của cô gái này không tệ nhìn thấy ánh mắt đắm đuối kia của khiếu điêu kiếm tiêu sắc hung tợn nguyết ông ta một cái, nhưng ở trong mắt khiếu điêu kiếm lại thành một ánh mắt quyến rũ. Diệp vô phong lại thở dài, ai, thế nhưng trải qua điều tra của tôi, tôi bỗng đổi ý. Bởi vì tôi phát hiện, căn bản trưởng phòng điêu kiếm không thiếu gái, cũng không thiếu tiền. Điều này làm cho tôi cảm thấy đầu óc thật ngu dốt tôi nên làm gì bây giờ? mươi 295, đủ tốt chưa? Khiếu điêu kiếm không hiểu ý của Diệp vô phong nên cười lạnh nói, hư, ngài Diệp, Đừng nói vớ vẩn nữa, nói ra điều kiện của anh đi. Nếu như có thể làm cho tôi hài lòng thì chúng ta sẽ bàn tiếp, nếu không, điêu kiếm nào đó sẽ xoay người rời đi." Diệp Vô Phong cười nhạt, "Trưởng phòng điêu kiếm, đừng nói lời tuyệt tình như vậy. Chỗ này của tôi có một phần tài liệu, làm phiền ông nhìn qua một chút, có lẽ ông sẽ thay đổi suy nghĩ đấy." Nói xong thì Diệp Vô Phong ra hiệu với Tiêu Sắc, Tiêu Sắc đưa một tập tài liệu cho Khiếu Điêu Kiếm. Khiếu Điêu Kiếm xem qua phía trên là phần nội dung chẳng chịt, là bất động sản và người phụ trách trông coi nhà của khiếu điêu kiếm ở các nơi, còn có người ở trong phòng và tình huống cụ thể. Khiếu điêu kiếm tiếp tục nhìn xuống thì phát hiện, vậy mà đối phương điều tra rất rõ ràng. Còn rõ ràng hơn ban kỷ luật thanh tra, mấu chốt nhất là, tất cả các cô gái của ông ta đều bị điều tra, vì khiếu điêu kiếm có con, còn viết cả tình huống cụ thể của con ông ta, tỉ như ngày sinh, đi học ở nơi nào. Bình thường thích hoạt động bên trong phạm vi nào, bản điều tra này đơn giản tường tận đến trình độ làm cho người giận sôi. Trên chán khiếu điêu kiếm bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta hiểu hơn bất kỳ kẻ nào, một khi phần tài liệu này bị báo cáo thì cuộc sống tốt đẹp của khiếu điêu kiếm ông ta sẽ đặt dấu chấm tại đây. Khiếu điêu kiếm cục ánh mắt, tay bắt đầu run. Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hai người diệp vô phong, thế mà các anh thật sự điều tra tôi. Mấy người là có ý gì? Quả thực là sói đội lốt người tôi xem thường các anh. Diệp vô phong cười nhạt, ông có nhìn nổi tôi hay không, căn bản là không quan trọng. Có điều làm cho người khó chịu là, phần tài sản mà chúng ta in ra trên phần tài liệu này thật sự giàu nứt đổ vách nha. Trưởng phòng điêu kiếm ông thật sự rất am hiểu vơ vét của cải. Nhưng ông cũng biết, chỉ cần tôi nguyện ý giao những tài liệu này cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố, vậy có thể biết được kết cục của ai đó tên điêu kiếm. Anh dám sao? Khiếu điêu kiếm hung tợn nhìn chằm chằm Diệp vô phong, nếu mày dám nộp phần văn kiện này, họ mộ dung sẽ để làm cho anh chết không có chỗ chôn Ha ha, lộ ra đuôi cáo rồi sao? Trưởng phòng điêu kiếm ông đặc biệt nhằm vào công ty Hoa Cường chúng tôi là bởi vì sau lưng có cấu kết với nhà họ mộ dung. Đúng không? Diệp vô phong vô tình nhìn ông ta. Khiếu điêu kiếm cười lạnh, đó là đương nhiên. Tôi là bản cũ của mộ dung lễ nhà họ mộ dung. Các anh biết là được rồi. Diệp vô phong gật đầu, ừm. Thật ra, Tôi cũng không định báo cáo cho ông, có điều, nhất định ông phải đồng ý điều kiện của tôi mới được. Điều kiện gì, mặc dù khiếu điêu kiếm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn muốn biết danh giới cuối cùng của đối phương ở nơi nào. Diệp Vô Phong nói, thứ nhất, lập tức khôi phục cung ứng vật liệu thép cho công ty Hoa Cường, đồng thời giá cả vật liệu thép giảm xuống 1% so với lúc đầu. Thứ hai, không thể nào, không đợi Diệp Vô Phong nói xong, khiếu điêu kiếm đã giận dữ đứng lên, đó là vật liệu thép nhà nước tôi không có quyền lực nhường lợi cho hoa cường các anh. Ôi, đến bây giờ mới biết đây là vật liệu thép của đất nước à. Diệp vô phong cười lạnh, nếu ngay cả điều kiện thứ nhất ông cũng không thể đồng ý, tiêu sắc, tôi cảm thấy, phần báo cáo chúng ta, thật sự cần phải giao cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố. Không muốn, khiếu điêu kiếm chán nản ngồi xuống, giống quả cầu da xì hơi, được, điều kiện thứ nhất tôi đồng ý. Diệp vô phong mỉm cười gật đầu, ai, bây giờ mới ngoan nha. Vậy chúng ta tiếp tục, điều kiện thứ hai, khiếu điều kiếm ông cố ý đoạn mất cung ứng vật liệu thép của công ty Hoa Cường chúng tôi, nên phải bù đắp tổn thất cho Hoa Cường chúng tôi, cho nên ít nhất ông phải bồi thường chúng tôi 30 tỷ đồng. Không thể nào, anh đây là dọa dẫm. Khiếu điều kiếm vụt một cái lại đứng lên, Diệp vô phong, anh đây là tại cố ý chơi tôi đúng không? Có tin tôi thà rằng cá chết lưới rách cũng sẽ không đồng ý loại hiệp ước không bình đẳng như anh hay không? Diệp vô phong nói, nếu như ông muốn cá chết lưới rách, được. Bây giờ chúng ta cùng đi ban kỷ luật thanh tra, hoặc là đi cục công an, ông lựa chọn đi. Đây, khiếu điêu kiếm lập tức tịt ngòi, cắm đầu thở mạnh. Diệp vô phong nói, 70 tỷ, không được thiếu một đồng. Mà nhất định phải có trong hôm nay, nếu không, ngày mai sẽ là trăm tỷ, không được thiếu một đồng. Qua ngày mai, ông cứ chờ ban kỷ luật thanh tới cửa đi. Đừng có dùng nhà họ mộ dung hù dọa tôi, Tôi không sợ nhà họ Mộ Dung. Khiếu Điêu kiếm sợ, nhưng sao tôi có được 70 tỷ tiền mặt đây? Diệp Vô Phong nói, tìm Lưu Vũ, nhất định bà ta có thể giúp ông lấy được mươi tỷ. Khiếu Điêu kiếm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, "Được, tôi đồng ý." Diệp Vô Phong nói, "Thứ ba." "Cái gì? Còn có thứ ba sao? Đã hết chưa vậy?" Khiếu Điêu kiếm nhảy dựng lên lần nữa. "Hôm nay trái tim ông ta đã nhận mấy lần khiêu chiến lớn?" từ đám mây xuống đến địa ngục mỗi lần đều đau lòng như vậy diệp vô phong nói muốn tôi tố cáo ông sao điều kiện của tôi chính là muốn sau này ông làm người cho tốt cho nên điều thứ ba này tôi nghĩ những bất động sản trong tay ông sớm muộn cũng là tai họa hay là sang tên ra tôi sẽ phái người giúp ông giữ thật tốt nhưng những bất động sản kia đều là đăng ký dưới tên tình nhân của tôi hoặc là người thân các cô căn bản cũng không ở chỗ tôi mặt khiếu điêu kiếm sắp tái mét rồi, cảm giác ở trước mặt Diệp Vô Phong ông ta không mặc quần áo, cả người chân chuồng. Diệp Vô Phong muốn cướp đoạt gia sản của ông ta, nhãi này chính là ác ma. Dù dưới tên tôi, tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Khiếu điêu kiếm cắn răng hàm, bờ môi run rẩy. Diệp Vô Phong cười nhẹ một tiếng, đương nhiên, cảm giác cắt thịt có chút đau, nhưng có nhiều thứ còn quý giá hơn cho với những bất động sản này của ông. Tỷ như nói ông xem cái này diệp vô phong ấn mở một video trong điện thoại bên trong có một đứa bé trai đang chơi đùa đại bảo đại bảo của tôi anh đã làm gì nó đương nhiên khiếu điêu kiếm nhận ra cậu bé này đây chính là đứa con trai của ông ta với một tình nhân trong căn nhà ở thủ đô mà ông ta chỉ có hai đứa con trai nhưng tất cả đều lại do tình nhân đẻ vợ chỉ sinh một đứa con gái diệp vô phong nói tôi không có làm gì nó chỉ là phái người chơi đùa với nó thấy khiếu điêu kiếm trầm mặt xuống, tiêu sắc lại chia màn hình điện thoại của mình ra, chuyển hướng khiếu điêu kiếm, bên trong lại là một cậu bé nhỏ hơn, đang khóc lớn. Nhị bảo, trời à, các anh, các anh lại làm gì nó? Khiếu điêu kiếm giống như dã thú bị thương, đỏ mắt hỏi. Tiêu sắc nói, ông yên tâm, nhị bảo còn ở Hàng Châu, chỉ là, người của tôi đang dẫn nó đi ăn nhưng nó lại không phối hợp. Các anh chính là ác ma. Khiếu điêu kiếm chán nản nói, lùi về ghế, chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực, dường như sức lực cả người bị rút khô trong nháy mắt. Diệp vô phong nói, thật ra tôi là người nhân từ, trong hơn trăm căn bất động sản của ông, tôi cũng chỉ muốn một bộ phận trong đó. Một bộ phận sao, là bao nhiêu, khiếu điêu kiếm triệt để sợ. Diệp vô phong nói, tất cả phòng của ông, tổng cộng là 108 căn. Tôi chỉ cần 98 bộ ở ngoài thành phố này, để lại những căn trong thành phố hỏa hải cho ông. Thế nào, tôi còn chưa đủ tốt sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 296, quá nhân từ Ánh mắt của tiêu sắc nhìn Diệp vô phong lại càng thêm sùng bái 98 căn nhà ở chỗ khác, đây là một đống tài sản đó nha Không, không được, như vậy sao được, khiếu điêu kiếm lầm bầm nhưng ngữ khí phản đối lại không mãnh liệt. Diệp vô phong cười nhạt, ông đang có quyền lựa chọn. Trưởng phòng điêu kiếm, nếu như ông lựa chọn phản đối một trong ba điều kiện của tôi thì chúng ta sẽ kết thúc hợp tác không sợ nói cho ông biết tôi vẫn sẽ không đi báo cáo ông có điều nếu như hai cậu bé vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào có lẽ sẽ rất bình thường không không được khiếu điêu kiếm kêu thảm một tiếng che mặt khóc diệp vô phong anh là ma quỷ cảm ơn lời khen của ông diệp vô phong vẫn rất bình tĩnh thật ra tôi đối xử với ông như thế là bởi vì ông là một con sâu mọt lớn của đất nước những tài sản trên tay ông đều là của đất nước cứ xem như là tôi tìm lại cho nhà nước từ đầu đến cuối tôi còn ra tay nhẹ nhàng với ông không đưa ông ta cho luật pháp xử lý cho nên con người tôi thật sự rất nhân từ ông có cảm thấy hay không mặc dù tiết phi im lặng lẳng lặng nghe nhưng anh ta cũng ngầm giơ ngón tay cái với diệp vô phong anh phong thật giỏi một đống vật liệu ấy đã trị tên trưởng phòng điêu kiếm phách lối không ai bị nổi này ngoan ngoãn cả người khiếu điêu kiếm chán nản nước mắt chảy ròng, một lúc lâu cũng nói không ra lời, chỉ nghẹn ngào. Ông ta còn có rất nhiều thời gian, đương nhiên ông ta không muốn ngồi lao, càng không muốn hai đứa con trai của mình xảy ra chuyện gì. Cho dù Diệp vô phong dùng cách này để đoạt phần lớn tài sản của ông ta, nhưng những tài sản còn lại của ông ta cũng vẫn đủ để nuôi sống những người tinh phia của ông ta. Chỉ là bỗng nhiên mất đi nhiều như vậy, khiếu điêu kiếm cảm thấy trái tim mình sắp ngừng nhảy. Diệp vô phong làm một tư thế lừa đảo với tiêu sắc, tiêu sắc lập tức nở nụ cười xinh đẹp, như hoa tươi nở rộ. Cô ta cảm thấy, lần này đòn chúc gõ thật vang. Cho ông 10 phút để suy nghĩ kỹ càng, không sợ nói cho ông, thực sự tôi không sợ ông đổi ý. Diệp vô phong đứng lên, lúc đi ra cửa phòng thì quay đầu dặn dò, tiết phi, trông ông ta cho kỹ. Có điều, cậu cũng không cần lo lắng, tôi tin tưởng, trưởng phòng điêu kiếm sẽ không trốn, đi tới một căn phòng khác, tiêu sắc si mê nhìn Diệp vô phong, ngài Diệp, anh thật giỏi. Dù cho chúng ta báo cáo ông ta, nhiều nhất cũng chỉ vặn ngã được một tên tham ô, rồi đưa ông ta vào Đại Lao. Hiện tại anh lại ra chiêu này thật đúng là giỏi. Lần này khiếu điêu kiếm sẽ mất nhiều máu đây. Ha ha! Diệp vô phong thở dài, cho nên, tôi cảm thấy, tôi đã rất nhân từ với khiếu điêu kiếm. Tên này cũng thế, cung ứng vật liệu hẳn hoi thì không làm, từ đầu đến cuối cứ muốn chọc vào tôi. Cái này gọi là không làm sẽ không phải chết. Tiêu sắc gật đầu, đúng vậy. Người kinh thường người khác sẽ không có kết cục tốt. Những người tham ô như vậy, cũng thật sự nên bị dạy dỗ như vậy. Ngài Diệp, anh không làm cho ông ta mất hết của cải đã là nhân từ lắm rồi. Mười phút sau, lúc Diệp vô phong và tiêu sắc trở lại căn phòng kia thì thấy, khiếu điêu kiếm giống như bị đần độn. Có thể không cúi đầu được sao? Cuối cùng ông ta gật đầu nói, Diệp vô phong, tôi đồng ý. Diệp vô phong mỉm cười nói, ông không cam tâm đúng không? Có điều không sao, thực sự tôi không hận con chuột nhỏ như ông, có thể làm gì tôi? Khiếu điều kiếm, tiếp nữa, bên trong quá trình, hợp tác của chúng ta, tôi hy vọng, thứ nhất, nhất định phải kịp thời cung ứng vật liệu thép đến công trường của Hoa Cường. Thứ hai, tôi sẽ phái mấy người đi làm hồ sơ thủ tục để chuyển nhượng mấy căn bất động sản kia, tuyệt đối ông không thể có bất kỳ mâu thuẫn nào. Thứ ba, bồi thường cho công ty Hoa Cường 30 tỷ, nhất định phải tới sổ trong vòng một canh giờ. Nếu không làm được bất kỳ điều kiện nào, cậu bé nào đó sẽ có thể mất một bộ phận gì đó. Đương nhiên, nếu như là ngón tay, thiếu một ngón cũng không sao, nếu như thiếu đi bộ phận quan trọng thì... Không, không thể, tôi sẽ làm theo, chắc chắn làm theo, tuyệt đối không dám kéo dài. Lúc khiếu điêu kiếm muốn đứng lên, hai chân lại mềm nhún, ngồi phịch ở trên mặt đất mờ mịt nói mộ dung đông chết lúc mộ dung lễ nghe nói tin tức này lúc đang lái ở trên đường thi bỗng nhiên lệch tay lái đụng trúng một cây cột điện lúc này mới ngừng lại mộ dung lễ nằm khóc nghẹn ngào ở trên tay lái diệp vô phong tao không đội trời chung với mày mộ dung lễ gào thét một câu lại đột nhiên mở ra chiếc đầu xe bị đụng xẹp rồi đi về phía tổng bộ chính của công ty hoa cường diệp vô phong mày ra đây cho tao tao muốn giết mày phanh thây xé xác rút gân lột ra Mộ Dung Lễ đỏ mắt, hét lớn ở trước cổng tổng bộ công ty Hoa Cường. Tiểu Ngưu Nhi thấy vậy, vội vàng sai mọi người đến bảo vệ cửa, tiêu sắc thì cầm điện thoại, bắt đầu quay video lại. Mộ Dung Lễ hét một lát bèn xông vào cửa công ty Hoa Cường. Dừng lại, cái tên điên này, muốn đến đập công ty Hoa Cường sao? Tiểu Ngưu Nhi dùng cơ thể rắn chắc, ngăn ở cửa chính, ngăn trở đường đi của Mộ Dung Lễ. Mộ Dung Lễ cắn răng nói, anh bảo Diệp vô phong ra đây tôi muốn báo thù. Tiểu Nghiêu Nhi ngạc nhiên nói, cái tên điên này, nói bậy bạ gì đó. Ngài Diệp còn đang ngủ, thì có thể có thù gì với anh chứ? Mộ Dung Lễ nói, anh ta giết con trai Mộ Dung Đông của tôi, tôi muốn giết anh ta. Lúc này đầu óc của ông ta đã bị đau khổ chiếm giữ, đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, thấy Tiểu Nghiêu Nhi vẫn ngăn cản đường đi, ông ta đưa tay đẩy Tiểu Nghiêu Nhi. Tiểu Nghiêu Nhi thoát được cái đẩy rồi thoải mái mà bắt được cổ tay Mộ Dung Lễ, rồi đột nhiên đẩy về sau mộ dung lễ bèn lảo đảo lui ba bước về sau lưng lúc đầu công lực của ông ta và tiểu ngưu nhi cũng sàn sàn nhau nhưng gần đây tiểu ngưu nhi được diệp vô phong chỉ điểm mà lúc này tâm trạng mộ dung lễ vội vàng một cái tăng lên một cái giảm xuống dưới sự tranh lệch đôi bên đã trở nên rõ ràng bảo diệp vô phong ra diệp vô phong có gan thì mày ra đây mày không phải người dám giết con tao mộ dung lễ tiếp tục hét như điện cuống họng đã khàn khàn. Tiểu Nghiêu Nhi, bắt cái tên điên này rồi che miệng lại. Cuối cùng Diệp vô phong xuất hiện, nhìn mộ dung lễ đang điên cuồng, lạnh lùng nói. Gió, Tiểu Nghiêu Nhi lên lên trước một bước, chỉ dùng một chiêu để giữ mộ dung lễ, trói hai tay của ông ta lại, nhét vải rách vào miệng ông ta. Lúc này xe cảnh sát cũng đến, đại đội trưởng Quách Vạn Phúc nhìn thấy mộ dung lễ bị trói chặt thì cau mày nói, Diệp vô phong, thật sự anh chẳng như lời đồn sao có thể tùy tiện trói người chứ tiêu sắc nói đại đội quách làm phiền anh nhìn biểu hiện của tên điên rồi nói tiếp cô ta mở video vừa quay ra cho quách vạn phúc quan sát những tên điên này chúng ta chuẩn bị đưa vào bệnh viện tâm thần đấy nếu như đại đội trưởng quách đã tới vậy thì làm phiền anh xử lý nốt quách vạn phúc hít mắt hận hận lườm diệp vô phong một cái sau đó cởi dây thừng cho mộ dung lễ cậu ba anh không sao chứ Mộ Dung Lễ vẫn điên cuồng hét, Diệp Vô Phong là hung thủ giết người. "Đội trưởng Quách, anh mau bắn anh ta, đền mạng cho con tôi." Quách Vạn Phúc thấp giọng nói, "Cậu ba, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, căn bản không làm gì được anh ta." Cũng giống như nhà họ Mộ Dung trước kia. Chương 297, tìm tới cửa. Quách Vạn Phúc thật sự đã làm hết khả năng, sau khi thăm dò hiện trường phát hiện tội phạm không để lại bất kỳ dấu vết ở hiện trường. Mà Mộ Dung Lễ cũng hiểu rõ, trước đó mình đã từng tham dự nhiều lần giết người thậm chí còn giết cả cấp bậc quan viên nhưng làm việc rất sạch sẽ cảnh sát không lấy được chứng cứ phạm tội của mình nên đến giờ đúng thật là không có cách nào bây giờ diệp vô phong lấy đạo của người trả lại cho người giống như để cảnh sát không tìm thấy chứng cứ nên không thể bắt diệp vô phong nhưng dù là quách vạn phúc hay là mộ dung lễ trong lòng đều như gương sáng khẳng định diệp vô phong chính là hung thủ mà rất có thể là bản thân anh gây án 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11, ở sân bay Hoa Hải, Mộ Dung Hào Giang tự mình đi nhận điện thoại, mang theo một đội quân lớn. Ngài Brown có khoảng 10 người vệ sĩ và nhân viên công tác, trong đó dễ nhìn nhất là một người trẻ tuổi da trắng lạnh lùng, ước chừng 30 tuổi, hành động nhanh nhẹn, lại ăn nói lễ phép, luôn nghiêm mặt, dương như toàn thân tản ra một hơi lạnh làm cho người sợ hãi. Dù ngài Blang đi ở nơi nào, vị ca này vẫn ở bên trong 2 mét bên cạnh ông ta, mà sự chú ý của anh ta chỉ ở trên thân Brown, dù có cái gì muốn tới gần Blanc, anh ta sẽ lập tức phán đoán hệ số nguy hiểm. Thiết lôi là tên có thần lực trời sinh, là tùy thân do mộ dung hào giang mang tới, lúc anh ta đột nhiên xuất hiện trước người Blanc, Cattell đã dùng một tay bắt lấy thiết lôi rồi đẩy ra hơn 2 mét, lui ra phía sau. Cattell dùng tiếng Anh lạnh lùng nói. Thiết lôi khẽ giật mình, với thân thủ của anh ta thì đây là lần thứ nhất bị người đẩy đi ra xa như vậy. Mà thiết lôi cảm giác được, đối phương chưa dùng toàn lực, chỉ là đẩy nhẹ một cái. Từ đầu đến cuối thiết lôi không thể chạy thoát được, bởi vì tốc độ của đối phương và độ điêu luyện đều được nắm vững rất chuẩn xác. ha ha quả nhiên bản lĩnh của ngài Cateo thật hơn người, giỏi giang. Bát tí hải thần cười, tiến lên muốn bắt tay với Cateo. Cateo lại như không thấy ông ta, lại dường như đứng ngăn trước ngài Blanc. Ngài Blanc cười nói, không thú vị, Cateo đúng là một vệ sĩ tiêu chuẩn. Nhưng anh ta không thích phân tâm khi làm việc. Mộ Dung Hào Giang gật đầu, ngài cartel quá chuyên nghiệp. Cateo nói, 300 triệu Mỹ, trả tiền trước. Mộ Dung Hào Giang cười nói, được, nhân, lập tức chuyển khoản cho ngài Blang. Rõ, Mộ Dung Nhân cũng đã nhìn ra sự lợi hại của cartel từ mắt của Bát Tí Hải Thần. Bởi vậy, gã ta bảo trợ thủ dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển 300 triệu Mỹ, chuyển đến tài khoản của ngài Brown. Blang nhận được chuyển khoản bèn gật đầu với ca teo nói các ông muốn tôi đối phó diệp vô phong chẳng lẽ người kia có ba đầu sáu tay tôi muốn nhìn thấy anh ta ngay mộ dung hào giang cười khổ ngài ca anh đi đường khổ sở vẫn nên nghỉ ngơi một ngày trước rồi nói sau ca teo kiêu ngạo lắc đầu không bây giờ tôi muốn nhìn thấy con khỉ phương đông kia bát tí hải thần nói ngài ca nơi này là hoa hải còn là giữa ban ngày Kha Teo nói: Tôi muốn quyết đấu công bằng với anh ta, giết anh ta một cách quang minh chính đại. Ánh mắt Mộ Dung Hào Giang lóe lên một cái, được. Vậy chúng ta sẽ đi thẳng đến công ty Hoa Cường. đương nhiên trước khi đến thẳng đến công ty Hoa Cường, Mộ Dung Hào Giang vẫn phải chuẩn bị chút. Chuyện nhà họ Mộ Dung muốn làm, một mặt muốn triệu tập lực lượng, vây tất cả con đường xung quanh công ty Hoa Cường, không cho đám dân thành thị tùy ý nhìn thấy. Một mặt khác, cũng chào hỏi với cảnh sát. Đương nhiên cũng thông báo cho Quách Vạn Phúc một chút, bảo bọn cảnh sát đừng đến quá nhanh. Dù Catele có ở đâu, cũng giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nguy khí bức người, sát khí càng tăng lên. Lúc Catele đi đến bậc thang tổng bộ công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong đã sớm có được tin tức, biết chuyện mấy con đường xung quanh liền phát hiện có vấn đề. Bởi vậy, Diệp Vô Phong dẫn đầu bọn người Tiểu Ngưu Nhi, Tiêu Sắc, Tiết Phi, Bạch Nhạn Phỉ đã chờ ở đại sảnh lầu 1 trước mắt thì đây đã là đội hình vũ lực mạnh nhất của Diệp vô phong, nhưng vì bên mộ dung Hào Giang có hai người mạnh mẽ như Bát Tý Hải Thần và Kha mà bên Diệp vô phong chỉ có một người Diệp vô phong, nên có cảm giác hơi yếu hơn. Kha Tel trực tiếp lao vào cửa lớn, nhưng bốn người Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ, Tiểu Nhiu Nhi ngăn cản, dừng lại. tránh ra. Kha tiến lên trước một bước, cái bóng hơi thay đổi, đã đến trước mặt Tiết Phi, vỗ tới một trường. dừng tay diệp vô phong thấy xuất thủ ca bèn lập tức phi thân nhào tới phía trước tiết phi lấy tay đỡ một trưởng của ca teo bùm hai người chạm nhau lúc chạm vào cùng một chỗ mặc dù đều chỉ tiện tay xuất trưởng lại vang lên một tiếng tiếng và đập trầm đục không khí nổ tung chấn động làm cho người chung quanh ù tai một trận vẻ mặt tiết phi run lên anh ta cũng nhìn ra được tên ca đối diện này rất lợi hại nếu như không phải diệp vô phong đón lấy một trưởng này chỉ sợ mình không tiếp nổi anh ta vội vàng lui về sau hai bước, nhường chỗ cho Diệp Vô Phong. Khi hai trường vừa tách ra, Cateo nhìn Diệp Vô Phong, anh chính là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhàn nhạt, nhạt, nhìn anh ta, anh là ai? Cateo, dường như anh ta cảm thấy tên mình rất vang dội. À, Diệp Vô Phong không có chút kinh ngạc nào, anh tới làm gì? Cateo nói, 300 triệu Mỹ, giết anh. Ha ha, có rất nhiều người muốn giết tôi đấy, dựa vào anh à, Diệp Vô Phong nâng hai tay lên, ra hiệu mọi người lui lại. Tiểu Ngưu Nhi không phục trừng mắt, "Ngài Diệp, hãy để tôi." Diệp Vô Phong lắc đầu, "Không cần, anh ta tới tìm tôi." Sau đó Diệp Vô Phong đứng trước mặt ca teo, ngoắc ngoắc tay với anh ta, "Đã như vậy thì anh lên đi." "Rất tốt." Ca teo chậm rãi cúi người, nhìn Diệp Vô Phong chăm chú, "Tôi ra tay chưa từng lưu tình, trừ phi anh chết, nếu không tôi sẽ không dừng tay." Vẻ mặt bát tí hải thần lạnh lùng nhìn Diệp Vô Phong nói, Diệp Vô Phong, hôm nay, là ngày chết của mày. Diệp Vô Phong hừ một tiếng, chẳng lẽ nhà họ Mộ Dung hẹn chiến, chẳng khác nào đánh giấm. Mộ Dung hào giang nói, Diệp Vô Phong, anh với tôi đã là kẻ thù không đội trời chung. Chắc chắn là hẹn chiến, nhưng anh cũng phải có mạng sống đến lúc đó mới được. Ca teo, tới đi, Diệp Vô Phong không nói nhảm với Mộ Dung hào giang, kỳ thật anh ta cũng thấy hiểu tình thế nếu như Diệp vô phong thất bại, hôm nay chỉ sợ đội quân kia sẽ hay diệt chỗ này. Tiêu sắc, Bạch Nhạn Phỉ và Lâm Thư Âm đều rất lo lắng, bởi vì các cô nhìn ra sự do dự của Diệp vô phong. Hai tay ca teo nắm chặt, tiếp khắc vang lên, sau đó bỗng nhiên lao như gió tới chỗ Diệp vô phong. Đến hay lắm, Diệp vô phong quát to một tiếng, ra quyền nghênh tiếp, hai đạo nhân ảnh như gió lốc, quấn quyết lấy nhau, mọi người chỉ nghe tiếng đoàng đoàn bên tai, lấy nhanh đánh nhanh, mọi người không thể thấy rõ rõ chiêu số của bọn họ. Không đến 2 phút, hai cái bóng người đột nhiên dừng lại, rồi nhìn nhau khi cách nhau khoảng 4 mét. Diệp vô phong cũng không khỏi thầm khen trong lòng, hay cho một tên ca teo, một người phương Tây, đã rèn luyện chính mình thành một vũ khí sống, cả lực lượng chiêu thức kỹ xảo đều thâm sâu đến trình độ này. chương 298, Chiến pháp Luân Sa Diệp vô phong không thể thất bại, dù anh có đánh thắng ca teo, bát tí hải thần chắc chắn cũng thừa cơ ra tay, cho nên, hôm nay Diệp Vô Phong rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn, bởi vì phía anh không có ai có thể ngăn được bát tí hải thần. Diệp Vô Phong chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng tiết kiệm thể lực. Vì thế, trong trận chiến tiếp theo, Cà Tèo vẫn tấn công và Diệp Vô Phong vẫn phòng thủ. Tiêu Nghiêu Nhi thấy vậy ngây ngẩn cả người, Tiêu Sắc cũng lo lắng, cô và Bạch Nhạn Phỉ đều nhìn ra được tình hình ngày hôm nay một khi Diệp vô phong thua, thì kết quả khó mà lường được. Cô và Bạch Nhạn phỉ trao đổi ánh mắt với nhau, cố gắng tìm ra phương pháp cứu vớt tình cảnh khốn đốn này. Mà gia tộc nhà mộ dung lại sai mấy vị cao thủ đứng chặn ở cửa, ai cũng không có quyền đi. Ca Teo gấp rút tấn công, ra chiêu ngày càng nhanh, người đứng ngoài cũng không nhìn rõ chiêu thức của anh ta. Diệp vô phong từng bước từng bước lùi về phía sau, nhưng lần nào lần đó cũng chuẩn xác phòng thủ, từng lúc rút khoảng cách. Đột nhiên, Cateo dừng tấn công. Diệp Vô Phong lùi lại về sau hai bước, cảnh giác nhìn đối thủ của anh. Cateo không thể tin nổi, bản thân anh lại có ngày không thể đánh trúng đối thủ. Tên châu Á này nhìn qua có vẻ yếu, nhưng chỉ có Cateo biết rõ, công lực của Diệp Vô Phong chưa chắc đã kém hơn vị Bát Tí Hải Thần kia. Mà gã luôn trong trạng thái tấn công lại cảm thấy thể lực của gã giảm xuống không ít. Không còn biện pháp nào, Cateo quyết định dùng tuyệt chiêu của anh mà tuyệt chiêu của anh được nổi danh với một cái tên rất êm tai, tử thần tới. Vì vậy, cà tèo bắt đầu dồn hết sức, cơ thể giống như một con chim lớn bay vút lên, ở giữa không trung biến thành chân trước đầu sau, thân ảnh trên không trung lắc lư, giống như đạn dẫn đường, căn chỉnh chính xác tấn công phần ngực bụng diệp vô phong. Thần chết đến nhanh như sấm sét, từng bất khả chiến bại trên sàn đấu quyền anh ở chợ đen, mỗi lần ra chiêu là mỗi lần đối thủ gục xuống. Cateo cực kỳ tự tin với chiêu thức này của anh. Cẩn thận, Bạch Nhạn Phỉ bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Trên mặt mộ dung hào giang cùng bát tí hải thần đồng loạt xuất hiện nụ cười, tốt, Cateo muốn một chiêu hạ gục đối phương. Cateo dùng ý niệm của anh với chiêu thức tử thần tới để hoàn toàn bao lấy Diệp Vô Phong, chặn lại mọi đường lui của Diệp Vô Phong. Tốc độ trên không trung của Cateo cực kỳ nhanh, Diệp Vô Phong dường như hoàn toàn bối rối, ngây người, người nhìn Cateo đang lao tới mà không dùng phương pháp phòng thủ. Ngài Diệp, ngay cả tiêu sắc cũng không nhịn được mà hô lên. 3 mét, 2 mét, chỉ còn 1 mét. Mọi người đã cảm thấy hoa mắt, mà thân ảnh của Diệp vô phong bỗng nhiên xông tới trước. Trong khi anh lao về phía trước, anh đã đổi thành tư thế trượt lưng xuống đất. Thời khắc mấu chốt chính là chỗ này, khi Diệp vô phong trượt xuống ngay dưới người ca teo, anh đột nhiên cuộn chân lên rồi tung một cú thẳng tắp. Hai chân của Diệp vô phong giống như cây lao, mà hướng đâm của cây lao này lại tới bộ phận mấu chốt của đàn ông. đây chính là chỗ trí mạng đó. vì vậy, kateo đang bay trên không trung đột nhiên mất đi mục tiêu, thậm chí còn cảm nhận phần mông của anh bị một lực lớn đâm thẳng tới. người đứng ngoài quan sát thì thấy bộ phận chính giữa của kateo bất ngờ trúng chiêu, hai đầu gối khuỵu xuống rồi cơ thể đột một bay lên. rầm, cơ thể của kateo đụng trúng nóc phòng đại sảnh, toàn bộ căn phòng rung lắc. sau đó thân thể kateo rơi xuống mà lúc này Diệp Vô Phong đã cuộn người bật lên, như thể đang chờ một bao cát rơi xuống, sau đó anh xoay người một cước, đá trúng đầu Tèo. Vì vậy, Tèo chưa kịp chạm đất đã bị đá trúng một cước, cơ thể giống như đinh ốc, bay vòng tròn 5 6 vòng với tốc độ cực nhanh, dầm rầm, rồi mới ngã xuống mặt đất. Hai người bảo vệ của nhà mộ Dung cũng không may, bị Tèo đụng trúng cơ thể, kết quả cả đám lăn cùng chung một chỗ rồi rơi vào hôn mê. Ngài Tèo, bát tí hải thần sốc nặng, mà ngay cả Brown cũng chưa từng thấy Catele bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Catele, Brown kêu lên một tiếng, hai người bảo vệ của ông ta lập tức chạy tới chuẩn bị nâng Catele dậy. Diệp Vô Phong lùi lại phía sau hai bước, hờ hững nhìn Mộ Dung Hào Giang, ngày mai tiếp tục. Ha ha, Diệp Vô Phong, cậu nghĩ hay thế nhỉ? Tôi muốn giết cậu ngay bây giờ. Bát Tí Hải Thần cười một tràng dài, thân pháp như bóng ma, lóe lên rồi lại lóe lên nháy mắt vào tới trước mặt Diệp vô phong, dầm. Một quyền đánh ra. Mẹ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiêu nghiêu nhi không kìm được mà chửi bới, nhưng cậu không dám ra tay ngăn bát tí hải thần, bởi vì chỉ một chiêu này của bát tí hải thần cũng đủ để cậu nhìn ra cậu và đối phương tranh lệnh như thế nào. Đồ khốn tiếp, xa luân chiến, không biết xấu hổ là gì, tiết phi cũng lớn tiếng mắng, lên án với gia tộc nhà họ mộ dung nhưng bát tí hải thần cùng Diệp vô phong đã quần chiến với nhau, những người ở đây căn bản không ai có thể tách hai người họ ra. Diệp vô phong vẫn áp dụng tư thế phòng thủ, trước quyền cước như vũ báo của bát tí hải thần, anh có vẻ vô cùng chật vật. Mười phút trôi đi, tình thế vẫn như cũ. Ca teo đã được đỡ trở về đội, cơ thể gã cong lên như con tôm luộc, hai tay ôm chặt giữa chân, hiển nhiên chỗ đó đã bị thương nặng. Chiêu này của Diệp vô phong cực kỳ nham hiểm, cũng khiến người khác xả giận, trực tiếp khiến Kateo bị thương nặng. Phút, bóng dáng Bát Tí Hải Thần cùng Diệp Vô Phong bỗng nhiên tách ra, cách xa nhau 5 mét, cả hai nhìn thẳng vào nhau. Bát Tí Hải Thần dù sao cũng lấy khỏe trò yếu, lúc này nhìn gã thoải mái hơn Diệp Vô Phong rất nhiều, mà Diệp Vô Phong bắt đầu thở dốc. Ha, thân pháp Bát Tí Hải Thần biến ảo, hai tay như dây điện vung vẩy, nhìn qua giống như quan thế âm nhìn tay, gã lại như gió lốc lao tới chỗ Diệp Vô Phong gã không cho Diệp Vô Phong có cơ hội thở dốc, nếu không mọi công sức của ca teo như kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Đồ không biết xấu hổ, tiêu nghiêu nhi tức tới mức dậm tay dậm chân, nhưng không thể giúp Diệp Vô Phong cái gì. Ánh mắt tiêu sắc và bạch nhạn phỉ thay đổi, hận không thể đánh chết tên bát tí hải thần mất nét kia. Cầm Diệp Vô Phong lấm tấm mồ hôi, nhưng nhìn thấy bát tí hải thần tiến lên, anh cũng giống như trâu bò nghênh đón đối phương. Diệp vô phong không trốn tránh, mà ỷ vào công lực của mình, cứng đối cứng với bát tí hải thần. Bốp, bốn trưởng va vào nhau, hai nguồn sức mạnh dây dưa cùng một chỗ, người đứng ngoài quan sát chỉ cảm thấy trước mắt có gió lốc nổi lên. Cơn lốc đi qua, hai người tay đối tay. Hừ, hai người đồng thời dồn lực, mượn lực phản chất đồng thời lùi lại phía sau, giống như gà trọi, nhìn nhau rồi tụ lực, chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo. Mọi người hai bên không dám lên tiếng, để không ảnh hưởng tới cuộc chiến giữa hai vị cao thủ này. Này, hai người gần như hét lên đồng thời, một lần nữa va chạm vào nhau. Oanh, lại một cơn lốc nhỏ khác. Mọi chuyện đã kết thúc, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đối trưởng với nhau. Bát tí hải thần tiếp tục dồn lực, cố ý bảo mòn sức lực của Diệp vô phong. Tuy mồ hôi Diệp vô phong rơi như mưa, nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì, không hề chịu thua. Hừ hừ, đột nhiên có một giọng nói vang lên, một bóng người xuất hiện giữa cả hai mà không hề gây ra chút tiếng động nào. Bốp tương đương bóng người kia đánh lên mặt bát tí hải thần, lão già không biết xấu hổ, mang xa luân chiến của ông cút khỏi đây đi. chương 299, vui vẻ hòa thuận. Những người ở đây đều vô cùng bối rối, ai cũng không biết người này xuất hiện như thế nào và đó là ai. Cô sao có cái gan lớn như thế, chen ngang vào chiến trường giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí cô còn dám ra tay với đối phương. Những vị cao thủ ở đây không thiếu cấp bậc tông sư, nhưng không ai có thể chịu được lực công kích giữa hai đại cao thủ như thế, bởi vì họ có thể bị hai đại cao thủ đánh hội đồng, đánh cho ra bã. Nhưng người phụ nữ này không chỉ làm vậy, thậm chí còn tát bát tí hải thần một cái tát, việc này ít nhất nói lên cô thuộc phe của Diệp Vô Phong. À, dù bát tí hải thần bị tát một cái lùi về sau, bỗng nhiên thu lại sức mạnh của mình, trùng hợp Diệp Vô Phong lúc này đã kiệt sức. Bát tí hải thần không nói lời nào xoay người rời đi, ngay lúc mộ dung hào giang đang thắc mắc muốn hỏi thì bát tí hải thần chỉ nói một chữ, đi. Trong nháy mắt, nhóm người nhà họ mộ dung đồng loạt rút lui. Ngài Diệp, tiêu nghiêu nhi, tiêu sắc cùng với bạch nhạn phỉ lập tức chạy tới bên người Diệp vô phong, lúc đỡ lấy Diệp vô phong, thì cả nhóm mới nhận ra sắc mặt Diệp vô phong trắng bệch, mồ hôi đổ như mưa, cực kỳ mệt mỏi. Diệp vô phong miễn cưỡng nở nụ cười, con mắt khép lại, cả người mềm nhũn để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Người phụ nữ vừa rồi, ngăn cản cuộc chiến nhẹ nhàng nói. Ừ, để ngài Diệp nghỉ ngơi một chút, nhanh, dìu ngài ấy lên tầng. Tiêu sắc vội vàng sắp xếp. Lúc đi vào thang máy, Bạch Nhạn Phỉ bỗng nhiên nói, ơ, vị cao thủ vừa nãy đâu. Tiêu Nghiêu Nhi chớp mắt mấy cái, cô ấy không vào thang máy. Mọi người sắp xếp cho Diệp vô phòng nghỉ ngơi trong phòng, Tiêu Nghiêu Nhi vội vàng xuống tầng, tiết phi, người vừa rồi đâu. Tiết Phi nói, tôi mãi để ý mọi người đỡ ngài Diệp, cũng không chú ý cô ấy không lên tầng với mọi người sao. Tiêu Nghiêu Nhi dậm chân không ngừng, quả đúng là cao thủ. Tiết Phi nói, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đúng là cao thủ. Cô ấy rốt cuộc là ai nhỉ? Có phải người quen của anh Phong hay không? Tiêu Nghiêu Nhi gật đầu, chắc vậy, bằng không ngài Diệp sẽ không phải chống chịu tới thời điểm này. Tiêu Nghiêu Nhi không ngốc, chẳng qua cậu đơn thuần, chỉ một lòng say mê võ thuật mà thôi. Phải nói rằng, với tư cách là một cao thủ cấp độ chiến thần chân chính, Bát Tí Hải Thần quả thực có lực công kích mạnh mẽ vô cùng, Diệp Vô Phong cùng Kateo đấu với nhau hơn nửa giờ, đã rơi vào tình trạng xa cơ lỡ vận, lúc này Bát Tí Hải Thần không đuổi cùng giết tận, giết chết Diệp Vô Phong ngay tại chỗ, Diệp Vô Phong cũng nên thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Mà công lực của Kateo, dưới sự nhận xét của Diệp Vô Phong, thì đối phương nhỉnh hơn Bát Tí Hải Thần. Nhưng dù như thế nào, Diệp Vô Phong cũng không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi thoát lực, nhưng có thể ngăn cản hai cao thủ cấp bậc chiến thần cũng là chuyện đáng để kiêu ngạo. Nếu như anh không cản nổi, toàn bộ công ty Hoa Cường sẽ sụp đổ ngay trong ngày hôm nay. Diệp Vô Phong, anh tỉnh lại đi." Lâm Thư Âm hai đấm lệ, nước mắt rơi như mưa, tan nát cõi lòng. Có Lâm Thư Âm ở đây, dù Bạch Nhạn Phỉ cùng Tiêu Sắc cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cả hai không dám thể hiện quá nhiều, chỉ có thể cùng Lâm Thư Âm yên lặng rơi lệ. Anh tỉnh rồi, cuối cùng cũng thấy Diệp Vô Phong chậm rãi mở mắt, Lâm Thư Âm vui mừng tới phát khóc, cục đầu vào lòng Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ mấy người nghĩ tôi sắp chết sao? Tiêu Sắc vội vàng chảy nước mắt nói, không có, không có. Diệp Vô Phong xoa tóc Lâm Thư Âm, khẽ cười nói, yên tâm, người tốt không sống lâu, tai họa lại kéo dài ngàn năm. Người như anh muốn chết cũng không dễ. Lâm Thư Âm che miệng anh, anh nói bậy bạ gì đó chết hay không chết cái gì, không cho anh nói lung tung. Diệp vô phong nhếch miệng nói, khục khục, anh bị vợ quản nghiêm, không có biện pháp chống chế rồi. Tiêu Nghiu Nhi cười ngốc nghếch, khặc khặc. Anh nói bậy gì đó, vợ quản nghiêm bao giờ? Lâm Thư âm nhịn không được vỗ ngực đối phương mấy cái, nhưng vừa mới động tay cô mới nhớ ra thì mới vội vàng dừng lại, anh cảm thấy sao rồi? Có bị thương ở đâu hay không? Diệp vô phong nói, nếu em không đè anh thì anh cũng không sao, Đáng ghét, Lâm Thư âm ngượng ngùng không thôi, lại tranh thủ thời gian đứng dậy, để tránh phải hiềm nghi, đè nặng anh. Diệp vô phong quả nhiên ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm nhưng anh không cởi ra. Tiêu sắc đưa hộp sữa tới, này, anh uống hớp sữa đi. Diệp vô phong nháy mắt mất cái, sữa này của cô có nóng không? Đương nhiên nóng rồi, tôi chuẩn bị cho anh mà. Tiêu sắc không giấu việc mình có thiện cảm với Diệp vô phong. Bạch nhạn phỉ nói, ừ, uống trước một hộp, bổ sung năng lượng thư âm cô giúp anh ấy đi tắm rửa chúng tôi ra ngoài trước ừ lâm thư âm gật đầu mọi người rời đi cửa phòng vừa đóng lâm thư âm liền nhìn diệp vô phong anh vừa nói linh tinh nhiều thế có phải muốn uống sữa của tiêu sắc hay không anh cam đoan mình không có ý nghĩ như thế em suy nghĩ nhiều rồi anh thề đó diệp vô phong giơ tay phải lên suýt nữa khiến hộp sữa rơi xuống được rồi được rồi em trêu anh thôi anh căng thẳng như thế làm gì? Lâm Thư âm cầm lấy hộp sữa, anh có sức tắm rửa không? Em đỡ anh đi tắm nhé. Diệp vô phong chuẩn bị đứng lên, nghe cô nói như thế thì ngồi xuống ngay lập tức ai, vừa rồi thấy có sức mà, giờ tự dưng không đứng lên nổi thế này. Đồ xấu xa, Lâm Thư âm hoán giận chừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng dùng hết sức lực vịn Diệp vô phong đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận mà thế giới bên ngoài không có. Hải Thần, sao ông đột nhiên rời đi? Người kia là ai? Đợi mọi người rời đi hết, Mộ Dung Hào Giang mới hỏi. Bát Tí Hải Thần thở dài một tiếng, người kia là người của quốc gia, tên Du Kinh Hồng, đó là vị cao thủ tuyệt đỉnh, còn lợi hại hơn cả tôi. Dù cô ta ở trong quân đội hay cục an ninh thì đó cũng là một sự tồn tại siêu nhiên, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ rất nhiều lãnh đạo tối cao, nhưng chưa bao giờ xuất hiện, hành tung vô cùng bí ẩn. Nếu như người này thuộc phe của Diệp Vô Phong, vậy chúng ta không có phần thắng rồi lợi hại như thế cơ mộ dung hào giang ngẩn người thế nhưng diệp vô phong cũng chỉ là một thằng xã hội đen còn du kinh hồng lại là người của quốc gia làm sao lại giúp nó không khoa học tí nào bát tí hải thần ảm đạm nói tôi không hy vọng mọi chuyện sẽ như thế nhưng tôi không nghĩ ra được một người như cô ta làm sao có thể xuất hiện tại công ty hoa cường này chẳng lẽ trùng hợp vì nghĩa mà ra tay mộ dung hào giang nói mặc kệ du kinh hồng xuất hiện vì chuyện gì, ước chiến ngày mai của chúng ta cứ đúng hạn tiến hành. Hiện giờ, cartel đã bị Diệp vô phong đánh bại, chúng ta cần tìm một người mạnh hơn. Bát tí hải thần gật đầu, đúng vậy, tất cả mọi người nghĩ biện pháp liên hệ với người có thể thắng với cartel, dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì vậy toàn bộ người dòng họ mộ dung dùng mọi quan hệ bắt đầu tìm kiếm những người giàu có tham gia hội trợ triển lãm thành tựu kinh tế quốc tế, xem ai có bảo vệ giỏi nhất sau đó cố gắng liên hệ với đối phương. Thời gian gấp gáp, nếu đúng lúc đó Du Kinh Hồng thực sự giúp Diệp vô phong, mộ dung hào giang cảm giác mình sẽ có kết thúc cực kỳ thảm bại. Chuyện này không thể cho phép. Nhưng mãi tới 10 giờ trưa, dù đã tìm một cao thủ siêu cấp tên là Raymond, nhưng bọn họ cũng chưa thể thỏa thuận được với đối phương. chương 300, Ác Ma Raymond Raymond đến Hoa Hải, công việc của gã là phụ trách bảo vệ đại biểu tập đoàn nổi tiếng nước M, gọi là Bob. Khi mộ dung hào giang ra giá 100.000 đô la Mỹ thì thư ký bốp không nhiều lời từ chối ngay, không để cho mộ dung hào giang có cơ hội đàm phán. Lúc gọi lại đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Phải nói vị tổng giám đốc bốp này căn bản không để 100.000 đô la Mỹ vào mắt, về phần Raymond, phí mời gã thi đấu trong chợ đen ít nhất cũng phải từ 200.000 đô la Mỹ trở lên. Cho dù giờ ở Hoa Hải, chỉ cần Raymond đồng ý tới chợ đen thi đấu, cũng được 200.000 đô la Mỹ như thường. Mộ Dung Hào Giang rơi vào đường cùng, cắn răng nói, nhân nhi, con sai người mang 400.000 đô la Mỹ tiền mặt, nhất định phải mời được ngài Raymond ra tay. Nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội thắng. Vâng, bố cứ yên tâm, con sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Mộ Dung Nhân đương nhiên biết cuộc chiến ngày hôm nay đối với gia tộc Mộ Dung chính là cuộc chiến sinh tử, cực kỳ quan trọng. Nếu thất bại, cũng đại biểu cho việc quyền lực gia tộc nhà Mộ Dung trên thương trường triệt để kết thúc, thế lực trên thương trường sẽ thay máu một lần nữa. Dòng họ nhà mộ dung làm sao có thể chịu đựng việc mình bị rớt đài. Đấu thay, ha ha, được, Raymond đang tập luyện thì nghe thấy thư ký của bốp thông báo, yêu cầu gã đánh hộ gia tộc nhà mộ dung thì rất hưng phấn. Một ngày mà không đánh nhau trận nào thì tôi thấy trong người bứt sứt thôi rồi, có người khiêu chiến tôi, đúng là hạnh phúc. Ha ha, thư ký bốp đương nhiên biết cái câu đánh mấy người của đối phương chính là giết mấy người. Đối với người tay dính đầy máy này, thư ký bốp thực sự sợ hãi và bất lực, dù sao Raymond vốn được huấn luyện trở thành cỗ máy sinh ra để chiến đấu. Raymond không giấu giếm việc minh si mê bạo lực, gã hưng phấn nhìn cô thư ký, xem nghi cô biết không, từng đấm từng đấm biến người sống thành người chết không còn hơi thở, đó chính là hưởng thụ sung sướng nhất thế giới, ha ha. Nữ thư ký sợ hãi nhắm mắt nhanh chóng chạy đi. Raymond nhìn bóng lưng của cô, cười điên cuồng, đồ đàn bà nhu nhược, chỉ đáng làm ấm giường cho đàn ông. Rầm, Raymond đấm một quyền lên bao cát, khiến bao cát lung lay qua lại. Đã đồng ý rồi, thật tốt quá, Mộ Dung Hào Giang vui mừng khôn xiết, "Nhân Nhi, đối phương muốn bao nhiêu tiền?" Mộ Dung Nhân nói, "Đối phương cảm thấy 400.000 đô la Mỹ ít quá, còn tăng thêm 100.000 đô la Mỹ mới được." "Tốt, 600.000 đô la Mỹ, chỉ cần có thể đánh bại Hoa Hạ, Hoa Hạ vẫn thuộc về nhà họ Mộ Dung chúng ta." Mộ Dung Hào gian xoa xoa tay, đến lúc đó phải đánh chết Diệp Vô Phong. Đánh chết mới thôi. Mộ Dung Nhân cười nói, "Bố cứ yên tâm, con đã điều tra chiến tích của Raymond, từ lúc gã bắt đầu đánh quyền trên chợ đêm tới giờ, đều đánh đối thủ tới chết mới dừng lại, không có ngoại lệ nào xảy ra. Hơn nữa con còn xem qua video chiến đấu của gã, thực sự rất lợi hại, cơ thể người này như được đúc bằng sắt thép, rất ít võ sĩ cùng đẳng cấp có thể phá vỡ lớp phòng thủ của gã." Ồ, Lợi hại như vậy, để bố xem thử video chiến đấu của gã xem sao. Mộ Dung Hào Giang cực kỳ háo hức, bởi vì sức chiến đấu của Raymond liên quan tới vận mệnh của gia tộc nhà Mộ Dung, phải nắm chắc 100% mới được. Bát tí hải thần cũng lại gần mộ dung nhân phát điện thoại trên video của mình, thông qua phần mềm trình chiếu trên máy tính. Raymond xuất hiện trên màn hình với cơ thể cơ bắp cuồn cuộn. Raymond giống như một cỗ máy chiến đấu, anh ta dồn ép đối thủ ngay khi bước lên sàn đấu, một lúc sau đối thủ không còn sức lực chống chả bị đánh gục xuống đất sau đó raymond rơi vào trạng thái điên cuồng bẻ gãy tứ chi của đối thủ sau đó đấm nát phần đầu của đối phương thời điểm đối phương được khênh xuống dưới đã không còn nguyên hình người mộ dung hào giang cùng bát tí hải thần đều giết qua vô số người nhưng chứng kiến video tàn sát bạo lực như vậy sâu trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi gã thực sự là ác ma kế tiếp lại có một đối thủ nữa lên sàn đối phương có khổ người hao hao giống Raymond, bộ dạng rất kiêu ngạo. Raymond dường như cảm thấy đối thủ xứng tầm với mình, hai mắt tỏa sáng, chiến đấu vừa bắt đầu, Raymond đã phấn khích tung cho đối phương ba cú đấm. Kết quả gã cơ bắp đó lại gục trước ba cú đấm đó, những giây sau đó là buổi biểu diễn đầy máu tanh của Raymond, đánh tới mức đầu đối phương gần như rời khỏi cổ. Trên sàn đấu tràn ngập máu tươi, thời điểm đi xuống sàn, Raymond còn trượt một đường, một buổi chém giết hoàn mỹ xung quanh sàn đấu là tiếng thét chói tai, tiếng huyết sáo phân khích, sau đó là khung cảnh cực kỳ kích động. Thậm chí còn có một người phụ nữ đến xem kích động tới mức cởi sạch quần áo, xông lên sàn đấu, ôm chầm lấy Raymond hôn hít. Raymond cũng không kém, ngay trên sàn đấu đè người phụ nữ kia, trình diễn một màn mỹ nữ cùng dã thú, tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt tình hơn. Thằng khốn đó mạnh quá. Bát tí hải thần cảm thấy không chịu đựng được nữa, xấu hổ quay đầu sang một bên. Mộ Dung Hào giang vui mừng không thôi, tốt, mạnh như thế, nếu như Diệp Vô Phong có kết cục như vậy, 500.000 đô la Mỹ cũng đáng. Rồi ông ta nhìn Mộ Dung Nhân, "Nhân nhi, con đã hẹn với Raymond chưa?" Mộ Dung Nhân gật đầu, "Bố cứ yên tâm, con đã hẹn rồi, 6.30 phút bọn họ sẽ đúng giờ đến sân vận động." "Rất tốt, Hải Thần, ông cũng chuẩn bị một chút, đến lúc đó cần phải phát huy hết sức của mình." Bát Tí Hải Thần nói, "Được rồi." ông chủ cứ yên tâm chỉ cần raymond có thể xử lý diệp vô phong những người khác tôi có thể giải quyết một cách đơn giản anh với nghiêu nhi tham chiến không được bạch nhạn phỉ sốt ruột diệp vô phong ba trận thắng hai nhỡ một trong hai người thất bại thì sao diệp vô phong nói yên tâm đi đến lúc đó du kinh hồng sẽ tới hỗ trợ a à, vị cao thủ kia thật tốt quá bạch nhạn phỉ đương nhiên biết rõ du kinh hồng không phải người bình thường Tiêu Nghiêu Nhi cầm trong tay một ít xúc xích xăm bông, giờ tôi không thể ăn quá no được, đợi đến lúc nữa đói bụng thì ăn thêm một chút. Ha ha! Cậu cũng thuộc phần tử hiếu chiến, cảm thấy tự hào vô cùng khi Diệp vô phong chọn cậu tham gia cuộc chiến. Năm rưỡi, tại sân vận động nhà họ Mộ Dung, đội ngũ hai bên cơ bản đã đến đầy đủ, nhưng bên Diệp vô phong lại thiếu một vị trí. Mộ Dung hào giang hung dữ nhìn Diệp vô phong nói, Diệp vô phong, tôi và cậu có huyết hải thâm cừu, Trận chiến này khiến chúng ta phải đánh cược mạng mình. Diệp Vô Phong nhún vai, trận chiến sinh tử. Được, Mộ Dung Hào Giang, sợ đến lúc nó ông nói lời không giữ lời thôi. Mộ Dung Hào Giang nói, trận chiến ngày hôm nay, bên tôi đặt cược 2 tỷ đô la Mỹ. Tôi dùng tài sản nhà Mộ Dung chúng tôi làm vật thế chấp. Nói xong, ông ta sai Mộ Dung Nhân đưa ra một phần tài liệu, Diệp Vô Phong, bên các người phải đặt cược giá trị ngang hàng, nếu không, các người tự động nhận thua đi audio điện tử võ tấn bền hết chương 300